muốn chia sẻ thì chúng ta có thể giơ tay. Và cái giơ tay thì làm thế nào? Thì ở phần bên dưới màn hình của bên phải chúng ta, bên dưới bên phải nó có cái nút ba chấm. Thì chúng ta ấn vào đó. Ấn vào đó thì sẽ thấy cái chữ raise hand anh ạ. Và chúng ta ấn vào đấy thì chúng ta sẽ giơ tay và host sẽ bật audio cho chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tôi xin phép được bắt đầu vào chương trình chính được không ạ? Công thì năm nay cũng hơn 40 tuổi và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về kế toán, kiểm toán và tài chính, và cũng đã từng mở công ty quản lý quỹ và công ty thứ hai là công ty đào tạo về kế toán, kiểm toán. Thì trong cái môi trường kinh doanh đó thì Công cũng đã có những kết quả tương đối là đáng kể. Ví dụ như công ty quản lý quỹ của Công thì mở chung với các anh ở trong ban giám đốc của Techcombank và hiện tại đang bán cho Tiên Phong Bank, hoạt động rất là tốt. Và công ty đào tạo về kế toán, kiểm toán thì nó cũng đã có những lúc nó chiếm khoảng hơn 50% thị phần tại thị trường Việt Nam và cũng phục vụ những khách hàng đại gia, ví dụ như Vingroup, Vietjet Air hoặc là IPP. Thì trong cái môi trường kinh doanh đó thì mình luôn luôn mình vươn lên, mình luôn luôn cạnh tranh, mình luôn luôn phấn đấu để mà đạt được cái chỗ đứng ở trên thị trường. Tuy nhiên là anh chị em đều biết là trong cái tình hình kinh doanh của nền kinh tế nói chung thì cứ khoảng độ 5-6 năm nó lại xảy ra một cái gọi là chu kỳ kinh doanh, đúng không ạ? Và cũng giống như bất cứ một cái công việc, một cái công ty khởi nghiệp cũng như là một cái doanh nghiệp nào khác thì nó đều không tránh khỏi những cái chu kỳ như vậy. Thế cho nên là Công mong muốn tìm một cái phương tiện để mà mình có thể không những là sống sót mà có thể là phát triển mạnh trong thời kỳ, bất cứ thời kỳ nào. Và Công đi tìm một cái phương tiện đó, và bên cạnh cái phương tiện nó mang lại cái tài chính tốt như vậy thì Công cũng mong muốn là nó đồng thời nó mang lại cho mình cái tự do về thời gian, nó phải tự chủ về thời gian, có nhiều thời gian bên gia đình, xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp và đặc biệt là giúp đỡ được nhiều người, đưa được nhiều người về đích. Thì đó là lý do tại sao mà Công lựa chọn một cái phương tiện kinh doanh mà ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe, cùng tìm hiểu, đúng không ạ? Và để bắt đầu vào chương trình ấy, thì để mà tạo cái không khí cho chương trình ấy, thì Công cũng thấy là có rất là nhiều những anh chị em mà lần đầu tiên Công thấy mặt trên Zoom ngày hôm nay. Và đặc biệt là bình thường thì chúng ta cà phê, tổ chức những cái buổi cà phê ở quán cà phê thật, đúng không? Và chúng ta có thể giao lưu, chúng ta có thể bắt tay, chúng ta có thể trao đổi các business và chúng ta có thể thảo luận sâu hơn một riêng với nhau, đúng không? Thế nhưng mà rất là may là ở trong cái đại dịch này chúng ta đang cách ly, giãn cách xã hội, nhưng chúng ta lại có cái phương tiện để kết nối online. Và vì kết nối online chúng ta mới có một cái buổi mà đến bây giờ là 180 người rồi anh ạ. Bình thường mà chúng ta có 180 người thì chúng ta chỉ mà họp offline thì làm gì? Thì Công chỉ thấy là chỉ có đi uống bia, chỉ có đi đá bóng với nhau rồi xong rồi phải đi uống bia thôi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có một cái hội anh em doanh nhân mà có hơn 180 người mà chúng ta chỉ có cà phê và bàn câu chuyện để kinh doanh, đúng không? Thì để bắt đầu chương trình ý, thì mình sẽ tạo không khí một chút được không ạ? Và Công xin mời một số những anh chị, một số anh thôi, một số anh để mà chúng ta cùng giao lưu, chúng ta trao đổi, giới thiệu mình đến từ đâu, mình tên là gì, mình đang làm cái ngành nghề gì, và đặc biệt là những cái mong đợi của chúng ta trong những buổi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình ý, thì Công có một cái danh sách những anh chị em, những anh chị là khách mời lần đầu tiên đến buổi ngày hôm nay, thì Công thấy là toàn những tên tuổi của những cái doanh nghiệp rất là đình đám, ví dụ như là Bà Nà Hill chẳng hạn, đúng, hoặc là BB Bank, hoặc là Petrolimax tuyệt vời không ạ, hoặc là những công ty ví dụ như bệnh viện ở trong bệnh viện đa khoa, quản lý khách sạn, Apple, wow, có anh chị ở quản lý tài chính cao cấp của BRG, wow, toàn những công ty tuyệt vời, hoặc là The Grand Hồ Tràm, các anh chị em đi Grand Hồ Tràm chưa ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và để bắt đầu chương trình thì Công xin mời các anh chị em có thể raise hand, chúng ta có khoảng độ 10 phút để mà chúng ta giới thiệu, trao đổi với lẫn nhau, thì mỗi anh chị em chúng ta, mỗi anh em lên, chúng ta lên nói trong khoảng độ nó thoải mái trong vòng 30 giây. Thì bây giờ trong lúc mà đợi anh chị em, anh em mình raise hand, thì Công xin mời anh An Mạnh Hưng ạ. An Mạnh Tuấn, xin lỗi anh. Xin mời anh An Mạnh Tuấn của Bà Nà Hill, mời anh lên giao lưu được không ạ? Mời host mở cho anh An Mạnh Tuấn. Đông quá, cũng hơi Tuấn, tên anh nghĩ là Tuấn An Mạnh. Mời anh Tuấn An Mạnh ạ.
Chào mọi người, em tên là Tuấn, em đến từ Đà Nẵng và hiện tại công việc của em là đang làm ở trên khu du lịch Bà Nà Hills ạ. Rất vui được làm quen với mọi người. Ok, xin chào anh Tuấn. Rất là vui. Là anh Tuấn có thể giới thiệu mình với người khác nhé, mà trông rất là phong độ. Dạ, đồng nghiệp làm cùng em ở trên Bà Nà Hills ạ. Hiện tại là quản lý của một bộ phận chăm sóc khách hàng ở trên khu du lịch ạ. Dạ, okay. Chào mọi người ạ. Xin chào anh Trường và anh Tuấn. Ok, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ chào đón cái phần giao lưu tiếp theo. Bây giờ thì xin mời tiếp tục anh xin mời anh Nguyễn Quang Hải của công ty Inox Đông Nam. Thì không biết là anh Quang Hải có ở đây không ạ? Công search nhanh thì chưa thấy tên của anh Quang Hải, mặc dù anh có thể là cái người bạn có nói là anh cũng muốn giao lưu. Công có thế thì công xin mời một số anh chị em ở đây, đây rất là đông và chúng ta và công gọi ngẫu nhiên là không, công mời ngẫu nhiên. Ở đây có anh mình cứ đi từ đây, từ trên xuống dưới. Mời anh Bùi Cao Cường. Anh Bùi Cao Cường có nói chuyện được không ạ? Bùi Cao Cường nhỉ? Hy vọng là anh Bùi Cao Cường đã kịp mặc áo và và giao lưu được. Ok, vậy thì công mời một số anh khác vậy. Công thấy có anh Hoàng Duy Linh. Công mời anh Hoàng Duy Linh được không ạ? Chào, mình Linh, mình hôm nay 40 tuổi, mình làm ở phòng kế hoạch tài chính của Sở Tài nguyên Môi trường Nghệ An. Chào các bạn. Dạ vâng, vâng, chào anh Linh, rất là vui được chào đón anh từ Nghệ An đúng không ạ? Vâng, tiếp tục công xin mời anh, công thấy ở trên này có anh Võ Hoài Nam đang rất là chăm chú lắng nghe. Nguyễn Hoài Nam, công xin mời anh Nguyễn Hoài Nam được không ạ? Anh Nguyễn Hoài Nam ạ? Công bật mic cho anh Nam rồi đó. Có ý việc. Anh hỏi lại câu hỏi không ạ? Anh có thể giới thiệu một đôi chút về bản thân được không ạ? À vâng, em là Nguyễn Phạm Nam, em ở Hà Nội. Em đang kinh doanh lên lĩnh vực về cáp mạng và cáp camera. Wow. Và rất vui được gặp anh chị em và chia sẻ. Vâng, chào anh Hoài Nam, rất là mong anh nhận được cái giá trị trong cái buổi ngày hôm nay. Tiếp theo thì công mời một anh có cái tên rất là nổi tiếng ạ, anh cũng và có cái ngoại hình rất là thu hút. Công mời anh vừa mới thấy xong lại thấy đâu rồi. Anh chị em mình nghe công nói thế đừng tắt mic nhá, đừng tắt camera nhá. Công vừa thấy xong lại thấy xấu. Ok, công mời anh Trần Lập được không ạ? Ca sĩ. Xin chào. Vâng, giới thiệu mình xin giới thiệu là mình tên là Trần Lập, làm ở công ty tập đoàn Dệt May Thái Tấn. Mình ở Đồng Nai, năm nay 52 tuổi rồi. Chào tất cả mọi người. Wow, dạ vâng, anh Lập ở Đồng Nai đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vâng, chào anh ạ. Theo thì công cũng thấy trên này mình chụp máy tính cho nên là mình nhìn được bao quát. Mời anh, có anh tên là anh Trung Thành. Anh Trung Thành đang mặc áo Nike rất là body đấy. Mời anh Trung Thành ạ. Xin chào. Mời anh giới thiệu 30 giây về bản thân được không? Được, trời ơi, rất là vui lòng giới thiệu mình với mọi người. Xin chào mọi người nhá, mình là Nguyễn Thành Trung. Mình ở quận 8. Hiện tại thì mình đang kinh doanh về mạng online. Rất vui gặp gỡ mọi người ở đây và chia sẻ kinh nghiệm để phát triển trong mùa dịch này. Dạ vâng, xin chào mọi người. Dạ, tuyệt vời quá. Chào anh Thành Trung nữa. Ok, rất là vui. Tiếp theo thì công xin mời một anh em cuối cùng thôi. Rất đẹp trai và công thấy có rất ấn tượng. Mặc dù là công không biết tên anh là gì nhưng mà công thấy rất là ấn tượng với cái vẻ phong độ của anh.
À, xin mời anh có tên là iPhone đấy, nhưng mà không biết anh tên là gì ạ? Đang spotlight đấy. À, nhờ 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 host mình bật mic cho anh này. Chào anh chị em nhá. Vâng. Anh tên là gì anh nhỉ? Tên là Huy ạ. À ok, chào anh Huy. Vâng. Có rất là vui được gặp gỡ trao đổi với anh trong buổi cà phê hôm nay ạ. Ok, rất là vui. Vâng, rất là vui được gặp Huy trong live Huy online. Huy đến từ đâu như Huy nhỉ? Em đang ở Hà Nội anh ạ. À ok, hy vọng là sắp tới hết cách ly thì mấy anh em chúng ta được gặp nhau.
hạng 1, 2, 3, 4, 5, 6 như thế nào ra sao là nó có sẵn hết. Hồi xưa mà Long đi tìm hiểu á, Long cũng lời đó Long sợ. Thì Long nghĩ một điều đơn giản như vậy, như thậm chí ngay cả đá banh đi đúng không? Đá banh mình cũng có cái bảng xếp hạng quốc tế. Thì nếu mà một ngành nghề mà nó gọi là chính thống và chính quy thì chắc chắn là phải có bảng xếp hạng. Mà khi Long sạch ra được cái đó thì nó rất là rõ ràng. Nó giống như cái bảng xếp hạng của FIFA. Ok, thì vậy thì đối với những mà cái sự mà chứng minh và chứng thực và tồn tại phát triển của network marketing thì mình có thể không cần phải bàn, đúng không ạ? Tại vì chúng ta ở đây là những người có đầy đủ kiến thức, tri thức, chứ không phải là giống như là mình nghe một người nào đó nói là mình nói là mình sẵn sàng mình tin, đúng không? Mình có thể tìm hiểu rất là kiến thức và học biết rất nhiều anh em ở đây, rồi có thể là chưa có làm về mảng network marketing, nhưng mà Lâm biết là rất nhiều anh em chưa có làm nhưng mà có những kiến thức khá đầy đủ luôn nha, và hiểu rất rõ về network marketing, đúng không? Vậy thì bây giờ là những cái việc mà gọi là những cái công ty mà nó không tốt, hoặc là những công ty mà không nghiêm túc, hoặc là những con người mà làm không tốt á, thì bây giờ trong buổi sáng nay mình sẽ không đề cập tới, đúng không? Tại vì trong bất kỳ một lĩnh vực nào hoặc bất kỳ một công việc nào, một ngành nghề nào cũng sẽ có công ty chuyên nghiệp nghiêm túc và công ty không tốt, hoặc là họ cũng có những con người họ là một những con người cực kỳ tốt và những con người không tốt trong một cùng một lĩnh vực, cùng một ngành nghề. Ok, ở đây chúng ta sẽ nói về toàn bộ là về cái sự mà gọi là những cái network marketing nghiêm túc chuyên nghiệp nó là như thế nào, đúng không ạ? Cho một bộ phận kỹ thuật cho Lâm xin cái slide đấy. Chúng ta sẽ đi trực tiếp ha, tại vì thời gian chúng ta nó sẽ không có quá nhiều. Ok, cảm ơn kỹ thuật. Anh em chúng ta có thể nhìn trên màn hình ha, và chúng ta thấy được cái slide ở đây. Mọi người thấy không, phía trên đó có nghĩa là mình ở đây mình đang so sánh và mình phân tích một chút về hai cái hình thức phân phối. Một là hình thức là phân phối bằng theo cách truyền thống là cả ngàn năm nay, đúng không? Cả ngàn năm nay, và cái hình thức là network marketing mà có trong vòng khoảng 100 năm nay. Ok chưa? Vậy thì mọi người có thể thấy rất là rõ ha. Giống như hồi trước đi, trong gần 10 ngành nghề Lâm có mở shop và kinh doanh cái chuỗi mà shop về sử dụng cả đó. Đúng không? Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái hình thức hình thức đầu tiên ở trên là truyền thống của mình. Nghĩa là từ nhà máy. Cái nhà máy nó sẽ sản xuất ra sản phẩm, đúng không? Và nó thông qua những cái gọi là nhà phân phối chính thức. Không? Tổng đại lý, rồi đại lý các cấp, đại lý bán lẻ. Hồi xưa Lâm mở shop sửa đi. Lâm đâu có được quyền mua trực tiếp từ Abot. Không? Abot họ sản xuất ra và Abot sẽ giao cái quyền mà gọi là phân phối chính thức cho một công ty A nào đó là tổng đại lý. Mà tổng là tổng cho cả một nước nha mọi người, chứ không phải là chỉ là cho cả toàn cầu đâu. Có nghĩa là mỗi nước sẽ có những cái nhà chỉ có cái tổng riêng của nó. Rồi cái đơn vị mà cái công ty mà tổng đại lý đó nó phân phối xuống cho các tỉnh thành. Mỗi tỉnh thành nó sẽ có một cái đại lý tỉnh thành. Cái hạn như Hồ Chí Minh đi. Hồ Chí Minh là có đại lý của Hồ Chí Minh nhưng mà chưa chia ra quận luôn cả nhà. Hồi trước chẳng hạn như là cái shop Lâm mở quận 7 đi thì Lâm phải trực thuộc cái gọi là một cái đại lý phân phối của quận 7, chỉ là một đại lý quận thôi. Và Lâm phải lấy hàng qua cái đại lý quận đó và Lâm từ cái shop của Lâm là điểm bán lẻ là cho người tiêu dùng. Và rõ ràng Lâm tất cả các khâu các cấp của nó là gì? Mình không được lấy trực tiếp mà mình phải lấy qua rất nhiều khu vực khâu trung gian. Và ở mỗi khâu trung gian đó nó sẽ phát sinh về chi phí, đúng không? Tại vì ai làm mà chả có ta cần lợi nhuận, đúng không ạ? Tất cả chi phí đó nó sẽ liên thông với nhau và nó sẽ là tỷ lệ thuận lên, nó sẽ nhân cập lên, đúng không? Cái nhà máy bán để cho tổng đại lý ra là giá A, đại lý các cấp để xuống cho các cấp là giá B, đúng không? Cái B cao hơn giá A, các cấp là chuyển xuống cho là các cấp nhỏ hơn nữa là xuống giá C, đúng không? Là giá C nó cao hơn giá B và ra bị bán lẻ, đúng không? Và cái đó là cái dòng tiền nó đi rất là rõ, mọi người thấy không ạ? Nó rất là rõ ràng và theo cái sự mà ước tính và đồng thời là thống kê á, thì thường á cái tiền hoa hồng nha, cái tiền lợi nhuận á, tiền hoa hồng là tiền lợi nhuận nè, rồi tiền hoa hồng là tiền lợi nhuận nè, rồi tiền quảng cáo nè của tất cả một cái chuỗi đó cái chuỗi để mà ra tới người tiêu dùng á, tiền hoa hồng, tiền lợi nhuận,
trao đổi với một người khác. Còn cái đó là mình đi vào trong chi tiết cách làm và cách thức xây dựng, đúng không? Cái đó mình sẽ trao đổi một người khác. Nhưng mà anh nói ví dụ chỗ anh A này, ảnh có phát triển một cái hệ thống mạng lưới là có ba người C, B, C, D, đúng không? Và ba người này cũng được quyền là mua hàng trực tiếp từ công ty cùng một giá nha, hay nha, cùng một giá chứ không phải là mua của anh A để nó đổi giá lên. Anh A mua một giá, người B, người C, người D này cũng một giá, và khi được quyền mua trực tiếp từ công ty, đúng không? Và sự cái vấn đề đó lại lan tỏa ra cho những người nào muốn sử dụng và những người nào muốn kinh doanh, đúng không? Tất cả mọi người đều được quyền mua trực tiếp hàng từ công ty sản xuất cùng một giá với nhau, đúng không? Và cái dòng tiền nó sẽ đi như vậy, và sản phẩm sẽ đi là như vậy, đúng không? Và trên cái hoa hồng maximum đó, có nghĩa là cái thương hiệu đó, cái nhà máy đó, cái thương hiệu đó, họ sẽ xây dựng một cái cơ chế gọi là trả hoa hồng cho những cái người kết nối này, những cái người mà chia sẻ này và những cái người làm việc này, thì tổng cái số lượng hoa hồng á, tổng số lượng hoa hồng ở tất cả các nhóm á, cộng lại nó đâu đó nó tầm khoảng chừng 40%, không, nó tầm khoảng chừng 40% trên tổng giá trị sản phẩm. Và nếu mà mọi tất cả các anh em nếu mà muốn mà biết rõ hơn về cái việc mà gọi là tìm hiểu kỹ hơn là về A, vậy thì nếu mà hoa hồng mà 40% nó đi vào đâu, nó hoa 40% nó đi về các cấp rồi, vậy thì 60% lại nó nằm ở chỗ nào, thì sẽ hẹn anh em ở một cái buổi khác ha. Những cái buổi mà gọi là chia sẻ rất cụ thể rõ ràng về cái chính sách hoa hồng và dòng tiền trên trực tiếp từng sản phẩm đấy ra sao. Ok, ở đây là mình thấy rất là rõ, đúng không? Hoa hồng tổng 40%. Và đầu tiên mọi người biết không ạ, Lâm thật sự là rất cực kỳ thích thú với vài cái mô hình network marketing chuyên nghiệp. Tại vì sao ạ? Thứ nhất, nó đảm bảo cái việc mà gọi là công bằng, fair play, cực kỳ fair play. Hàng sản phẩm là một giá, đúng không? Anh mua giá A thì tôi cũng mua giá A. Mà mọi người biết không ạ? Đây là một cái tam giác quyền lực. Cái tam giác quyền lực này nó đảm bảo cái tính công bằng và có lợi cho tất cả mọi bên tham gia. Đầu tiên hết là cái người tiêu dùng. Tại sao là người tiêu dùng là được nói đầu tiên? Mọi người đồng ý, mọi người biết không ạ? Cái việc mà mình sử dụng sản phẩm, đúng không? Và đặc biệt là những dòng sản phẩm mà nó cho sức khỏe nè, nó cho sắc đẹp nè, hoặc là những cái dòng sản phẩm cao cấp đi, thì mọi người biết cái nỗi lo ngại nhất của người tiêu dùng là gì không ạ? Họ không phải là ngại mất tiền hay là rẻ tiền, đồng ý đâu không? Tại vì chúng ta ở đây mình thấy rất là rõ là bây giờ những dòng sản phẩm mà mất tiền là còn bán còn chạy hơn những dòng sản phẩm rẻ tiền, đúng không? Nhưng mà họ không ngại về mất tiền, mà cái họ ngại á là họ có mua chúng hàng giả hay không, họ có mua được hàng chính hãng hay không. Thì ở đây là người tiêu dùng được quyền và đảm bảo là mua hàng chính hãng, và tại vì họ mua trực tiếp nhà sản xuất mà, đúng không? cái đó là cái ưu thế. Cái thứ hai là gì ạ? Là họ được chính sách bảo hành, bảo trì và giống như là bảo vệ quyền lợi trực tiếp của nhà sản xuất. Cái đó là quyền lợi của người tiêu dùng. Cái thứ hai là gì ạ? Cái quyền lợi của công ty bán, công ty kinh doanh và nhà sản xuất là gì ạ? Họ nắm được cái data khách hàng, đúng không? Họ nắm được data khách hàng và họ được chăm sóc trực tiếp khách hàng. Nghĩa là họ sử dụng một cái gọi là cái sức mạnh của cả một cái công ty lớn, tất cả các công nghệ, tất cả các khâu để mà họ chăm sóc khách hàng nó tốt hơn. Họ bảo trì, bảo hành trực tiếp, họ chăm sóc khách hàng, họ theo dõi khách hàng, họ gửi email hàng tháng, họ gửi tin nhắn hàng tháng để mà về những chương trình khuyến mãi hoặc là chăm sóc khách hàng ra sao. Đó là điều tuyệt vời. Và cái việc mà gọi là một sức mạnh của cả một cái tập đoàn lớn, họ chăm sóc khách hàng á, luôn luôn mọi người nên nhớ nha, nó luôn luôn tốt hơn bản thân cá nhân chúng ta chăm sóc khách hàng. Chúng ta chăm sóc khách hàng chỉ là một việc là gọi là mình có một cái lợi thế là về con người với con người thôi, không? Cái vấn đề lợi thế về mối quan hệ, về lợi thế về gọi là cái tình cảm con người với con người. Nhưng mà để mà hỗ trợ cho khách hàng thực tế nó sẽ khác, đúng không? Cái thứ ba là cái người kinh doanh. Cái người kinh doanh là gì? Mình có lợi thế là gì? Lợi thế này là lợi thế bất di bất dịch và lợi thế tuyệt đối của ngành network marketing. Là đúng không? Chúng ta không cần phải đầu tư vốn. Nói với network marketing chuyên nghiệp là không cần đầu tư vốn, không cần có nhà máy, không cần có xưởng, không cần có kho bãi, không cần có văn phòng và không cần phải có thuê nhân viên. Cái đó là điều tuyệt vời. Mình không cần phải ôm hàng, đúng không? Network marketing
gia nào mà nuôi SkinCorp ở văn phòng. Doanh thu hàng năm của tập đoàn là trên 2 tỷ cho tới 3 tỷ đô. Và có hai cái điều mà Long muốn cho anh em chúng ta là nên lưu ý. Thứ nhất là anh chị nhìn lên cái NuSkin Name ha. Cái hiệp hội mà bán hàng trực tiếp của thế giới á, là bình chọn NuSkin là nơi gọi là làm việc tốt nhất trên toàn cầu luôn, trong 4 năm liên tục. Trong ngành network marketing nha cả nhà, trong riêng mảng network marketing, NuSkin được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất trong vòng 4 năm liên tục, là từ năm 2016 tới năm 2020. Và điều cuối cùng, và tại sao mà Lâm khuyến nghị anh em chúng ta có thể nghiên cứu và có thể lựa chọn NuSkin, là tại vì NuSkin hiện giờ là trong top 10 thế giới. Lâm, mọi người search lên cái bảng xếp hạng á, search lên cái bảng xếp hạng MOE quốc tế, NuSkin là trong top 10 thế giới. Và NuSkin trong top 10 đó, NuSkin lại là công ty đi đầu và gọi là đặt độc quyền về sản phẩm công nghệ chống lão hóa. Và cái thứ ba là NuSkin là công ty có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York. Cái điều đó là điều mà tuyệt vời mà rất đông các anh em mà chủ doanh nghiệp lựa chọn vì cái điều yếu tố đó mà lựa chọn kinh doanh với NuSkin. Và cho Long xin cái slide kế tiếp ạ. Vậy thì khi mà nếu mà chúng ta cùng làm network marketing chuyên nghiệp, đúng không? Và chúng ta lựa chọn được một cái tập đoàn mà thật sự là nó uy tín và nó đủ hùng mạnh để mà cùng đi song hành và hỗ trợ cho chúng ta. Thì ở đây Lâm, trước khi mà cái buổi chia tay, trước khi mà Lâm chấm dứt, Lâm tặng tới anh em chúng ta một cái slide. Đây là một cái slide mà Lâm rất là thích, gọi là cái phong cách sống. Thì mọi người nhìn thấy vào cái phong cách sống số 1 á, là giống như tất cả chúng ta đều giống nhau, là chúng ta đều lớn lên học tập, đúng không? Học tận dụng tất cả những cái kỹ năng của mình và kiến thức của mình và làm việc, và phần lớn nha, trong suy tư, sau trong suy nghĩ và tư duy chúng ta và thói quen luôn, theo thói quen của chúng ta luôn, đều phần lớn là chúng ta sẽ có điều là gọi là nghĩ trong đầu là sẽ làm việc đâu đó tới 5, 6, 10, 70 gì đó, đúng không? Để mà chúng ta sau đó chúng ta sẽ là tận hưởng cuộc sống nó tốt hơn, đúng không? Nhưng mà nếu nha, ở đây chúng ta có một cái phong cách sống thứ hai. Nếu mà chúng ta nha, trong thời điểm chúng ta mà tuổi trẻ và chúng ta học tập và làm việc, nhưng mà nếu mà chúng ta có tận dụng được, chúng ta cùng sử dụng cái gọi là đòn bẩy là network marketing, và chúng ta cộng tác được với mọi những cái tập đoàn mà thực sự là hùng mạnh và uy tín, thì cái cho chúng ta được một cái gọi là cái phong cách sống là chúng ta có thể nén thời gian lại, đúng không? Thay vì chúng ta có thể làm khoảng chừng 40 năm 50 năm, đúng không? 40 năm 50 năm, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể làm đâu đó trong vòng khoảng chừng 7 tới 10 năm, đúng không? Và thậm chí Lâm biết một chút nữa mọi người sẽ thấy được có một người làm trong vòng 5 năm luôn đã đạt hiệu quả rồi. 5 năm mà đạt hiệu quả giống như 50 năm. Thì chúng ta có thể là tập trung một cách rất là nghiêm túc, nỗ lực tối đa để mà mình nén cái thời gian lại từ 4, 50 năm gì đó mà mình sẽ nén lại trong vòng khoảng chừng 5 tới 10 năm. Và sau đó khi mà chúng ta đã đạt được cái kết quả mà nó tương đương mà 4, 50 năm rồi á, thì lúc đó chúng ta sẽ một cái khoảng thời gian rất dài để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống cùng với gia đình của mình. Và chúng ta thật sự có một cái phong cách sống nó thật sự thoải mái, là chúng ta có tài chính, chúng ta có thời gian và chúng ta có thể tự do quyết định cái cuộc sống của mình. Đó là tất cả những gì mà Lâm sáng nay có thể chia sẻ mọi người, và mong là giúp cho tất cả anh em chúng ta ở đây có một cái nhìn nhận nó đúng hơn và nó rõ ràng hơn với cái ngành nghề network marketing chuyên nghiệp này. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở chương trình sau. Wow, cảm ơn anh Lâm chia sẻ rất là rõ ràng về mô hình kinh doanh, đúng không? Và lựa chọn công ty nào để mà chúng ta kết hợp, cũng như là cái chia sẻ mà cũng rất là thích cái chia sẻ cuối cùng của anh về phong cách sống, và cũng như rất là nhiều những anh chị em ở trong cái cơ hội kinh doanh này, mà trước khi mà bắt đầu đến tìm hiểu về cơ hội kinh doanh NuSkin ấy, thì Công có những cái suy nghĩ Công, bởi vì những anh chị em doanh nhân hoặc là quản lý cấp trung hoặc là cấp cao trở lên ấy, thì cái quan trọng là chúng ta có cái chữ, đó là chữ uy tín, đúng không? Làm sao đó để chúng ta giữ được cái uy tín, làm cho bất cứ ngành nghề nào cũng phải có được cái uy tín như vậy. Vậy thì khi mà tìm hiểu thấy rõ rằng cái việc mà chúng ta kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo network marketing nó chỉ là cái sự khác biệt giữa hai hình thức phân phối thôi, đúng không? Và cái hình thức phân phối về network marketing nó có mặt ở gần trong cái thời gian gần đây, và nó thể hiện được rằng là cái nền kinh doanh truyền thống ấy, là trước đây thì gọi là ngăn sông cấm chợ giữa cái sự cái quốc gia này đến quốc gia khác bao giờ có khó khăn trong cái việc vận chuyển. Thế nhưng mà với cái kinh doanh bây giờ thì không có biên giới, đúng không? Vậy thì cái phân phối truyền thống là chúng ta phải qua rất là nhiều những cái cấp trung gian để mà đến được tay người tiêu dùng cuối. Thế nhưng mà với cái nền kinh tế hiện tại bây giờ, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, thì chúng ta có thể trực tiếp đặt hàng
sau đó nhận hàng thôi. Và đây công việc ấy, đầu buổi đây công việc ấy đặt hàng ngày hôm qua và đặt hàng giao ngay đến nhà đấy, rất là tiện đó. Và công ty người ta ship trực tiếp luôn. Mà trong cái ngành network marketing nó có một cái gọi là đòn bẩy mạng lưới. Đòn bẩy và mạng lưới là cái mà chúng ta công nhận ra được rằng đó là những cái bí quyết của những người giàu và những người chủ doanh nghiệp nhiều khi là không có cái điều đó. Và tiếp theo chương trình thì không chỉ là Công, không chỉ là anh Lâm lựa chọn network marketing mà có rất là nhiều những anh chị em khác đã bắt đầu lựa chọn công việc kinh doanh này và đã có những cái thành quả, và họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều nền tảng khác nhau. Thì Công xin mời một số những cái câu chuyện của những anh em đã bắt đầu về cơ hội này, và anh em sẽ lên đây chia sẻ một số những cái câu chuyện của bản thân mình và lý do họ tại sao lại lựa chọn công việc của mình, được không ạ? Và đầu tiên thì Công mời anh Trần Mạnh Hùng ạ. Xin chào tất cả mọi người, xin chào Công, chào tất cả anh em doanh nhân có mặt ở đây ngày hôm nay. Vui quá vì mình được mời lên để chia sẻ về cái sự bắt đầu của mình đối với lại network marketing như thế nào. Thì trước hết là cho phép mình tự giới thiệu, thì mình năm nay 47 tuổi, mình sống ở Sài Gòn là đến giờ là 24 năm, và làm việc tại hai tổng công ty và tập đoàn lớn của nhà nước là Tổng Thiên Hải và Tập đoàn Dầu Khí. Thì thực ra thì cái thời mình học trong trường Đại học Tài chính Kế toán ấy, thì bọn mình cái lứa đó là bọn mình không biết đến cái mô hình network marketing. Và sau đó thì khi mà ra trường thì làm việc ở trong cái môi trường truyền thống của nhà nước, thì cái tâm trí của mình luôn luôn gói gọn trong những cái công việc hiện tại của mình mà thôi. Và mình chưa bao giờ mình mở lòng, hoặc là mình có cảm hứng, hoặc là mình thích cái ngành đa cấp, bởi vì tất cả những thứ mà mình nghe thấy ngoài kia nó rất là tiêu cực. Thế cho đến một cái ngày đẹp trời thì bà xã của mình thì bà xã lại mong muốn là tham gia cái mô hình này, và mình thì mình kiên quyết phản đối. Thế chính vì phản đối vì là lý do là bà vợ của mình, bà xã mình đang có một cái công việc rất là tốt, có thu nhập rất tốt luôn. Thế nhưng mà tại sao lại kiên quyết bỏ để mà làm với network marketing, thì mình mới phản đối kịch liệt. Thế thành ra là mình mới tìm hiểu bằng mọi cách để không cho bà xã làm. Thì tuy nhiên thì sau đó thì mình tìm hiểu một cách rất là kỹ lưỡng, tìm hiểu về vĩ mô, giống như lúc nãy anh Thanh Lâm có chia sẻ, tìm hiểu về mặt pháp lý của Nuskin tại Việt Nam 7 năm sau khi vào Việt Nam cho đến giờ. Rồi tìm hiểu về sản phẩm, về công nghệ, về thị trường chứng khoán, về cái biểu đồ tăng trưởng của Nuskin trên sàn chứng khoán New York. Thì quả thực là sau đó thì mình bị thuyết phục bởi tất cả những cái thông tin mà mình có được. Rồi sau đó thì chốt lại một lần nữa là mình phải xác định rằng là cái sản phẩm này nó có thực sự tốt hay không. Thế thì mình yêu cầu bà xã là bây giờ cho anh sử dụng một cái bộ sản phẩm nào đó tốt nhất của Nuskin. Thì bọn mình bắt đầu sử dụng. Mình bị cái bệnh là rối loạn chuyển hóa lipid. Nhưng mà quả thực là sau khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm đó xong thì 90 ngày sau thì mình giảm được 8 kg mỡ cơ thể, mỡ nội tạng. Và cái tình trạng mỡ trong máu, rồi tình trạng đau đầu kinh niên chấm dứt. Và kết thúc thì là 14cm vòng bụng. Nên là mình thấy quá hiệu quả. Và tất cả những cái đó tổng hợp lại, mình thấy rằng là nó hội tụ đằng sau một cái hãng uy tín như thế, một cái công nghệ độc quyền như thế, thì nó còn là một cái cơ hội kinh doanh. Thế chính vì thế thì đến hiện nay thì đến giờ thì cả hai vợ chồng mình đồng hành cùng Nuskin, cùng với network marketing chuyên chính, chuyên nghiệp như thế này được 8 tháng rồi. Và bắt đầu là có những cái thành tựu nhất định trong hệ thống. Thì mình chia sẻ cái câu chuyện như thế để anh em chúng ta ngồi đây biết đâu sẽ nhận ra được một cái giá trị, và tự mình tìm hiểu khách quan để có một cái quyết định đúng đắn trong cái thời buổi mà các ngành nghề đều ảnh hưởng rất là nghiêm trọng như hiện nay. Mình xin hết ạ, xin chào tất cả các anh em. Cảm ơn anh Hùng. Nếu như mà anh em mà không biết tuổi của anh Hùng ấy, thì có lẽ rằng là các anh em mà 37 tuổi thì có lẽ là cái gọi anh Hùng bằng em, đúng không ạ? Qua cái câu chuyện của anh Hùng ấy thì công nhận thấy rằng là làm Nuskin ấy, thì đầu tiên là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tưởng mất uy tín, nhưng mà hóa ra là mình mất mỡ nhỉ, mất mỡ rồi mất mỡ máu rồi mất đi cái đau đầu. Rất là hay, đúng không ạ? Và tiếp theo thì công mời một người bạn khác, một người bạn mà cũng có cái nền tảng học vấn và
biết là bạn ấy còn làm những việc về biến đảng, biến đoàn nữa, và được cơ cấu lên những vị trí rất là cao ở trong cái tổng công ty nhà nước. Thế xin mời bạn Đỗ Minh Trung. Xin chào anh Công, xin chào tất cả các anh em đang có mặt ở trên phòng Zoom, và rất là cảm ơn những chia sẻ của các anh trước đây. Nãy giờ ta nghe rất là hay rồi. Trung thì 40 tuổi vậy, hiện tại thì đang ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì Trung từng giữ vị trí giám đốc marketing của hai tập đoàn thực phẩm trong nước là Vissan và một tập đoàn quốc tế là Amy Mori của tập đoàn ABF top 500 của thế giới. Và mình cũng có trong vòng 5 năm, và từ năm 2009 đến 2014 thì Trung hoàn thành hai tập đoàn thạc sĩ quốc tế, một là MBA quản trị kinh doanh của Úc, và sau đó thì một tấm bằng lớn về marketing và quảng cáo của Mỹ. Khi mà mình áp dụng những cái điều mình học được rồi trong công việc thì mình đạt được những vị trí nhất định như chúng tôi đã nói. Lúc như anh Cao nói là mình cũng được quy hoạch khá là dài hạn bởi cũng hội đồng nhiều yếu tố, cũng gia đình khá là căn cơ, vị trí học hành cũng được, và cũng có nói chung là số ở cái gọi là gì ạ, gì đỏ đó, cái đỏ mình cũng không nhớ từ chính xác rồi mọi người hay gọi là gì. Nhưng có một khoảnh khắc cũng vậy, một khoảnh khắc khi Trung về đến nhà thì lúc đó mình chợt nhận ra là con trai của mình bé, lúc đó bé biết nói, lúc nào mình không biết, bây giờ thành ba con rồi, nhưng lúc đó thì hai bé mà, và mình chợt giật mình, rồi mình thấy con đường mình đi có thực sự đem lại những điều mong muốn trong cuộc sống hay không. Và mình đặt liên tục những cái câu hỏi, mình đào sâu và mình quan sát thêm những cái yếu tố xung quanh, những người mà mình thấy họ cũng có vị trí rất cao mà họ thực sự có sự cân bằng hay không. Và sau đó thì Trung quyết định đi tìm cơ hội, và mình đón nhận cơ hội New Skin từ một người rất là xa lạ trên phương tiện mạng xã hội lúc đó. Mình nhận được cái tin nhắn thôi, rằng nếu mà bạn thực sự đang khát khao trong cuộc sống này thì bạn hãy đi tìm hiểu đi. Thì thật sự lúc đó anh chị, mình đến với New Skin mình cũng không biết New Skin là làm network marketing gì. Cho dù mình nói mình làm marketing truyền thống, mình đi học qua, nhưng mà bởi vì thực sự ta đang nghe quá nhiều những cái điều ra rã là bạn là, và đặc biệt những cái giai đoạn đó là có một số công ty họ làm cho cái xã hội chúng ta nói rất là nhiều những cái điều khác nhau, những cái quan điểm được nâng cao và không dựa trên những số liệu công thức mà họ dựa vào những cái quan điểm là chính, là mình cũng bị cuốn theo cái điều đó. Và mình không hề biết New Skin là trong lĩnh vực network marketing, và mình cũng đi lên công ty và mình quan sát, mình thấy một cái khoản vô cùng là đẳng cấp, từ những con người họ làm việc ở đó, những cái công cụ của họ và cả cái môi trường và hệ thống, và mình thấy rằng đây là môi trường rất là tốt, và mình thấy rằng đây là cái điều mà thực sự mong muốn. Đến một khoảng sau thì mình nhận ra ô, đây là sao họ lại vận hành trong cái network marketing, thì lúc đó trong cái khoảng cách thì bản thân Trung cũng hơi bất ngờ. Nhưng mình đã quyết tâm đi tìm hiểu, mình nói rằng thế nào đằng sau lưng của cái điều này nó có những điều bí ẩn. Nó không thể là một cái công ty sản phẩm tốt như vậy, đẳng cấp như vậy, những cái quy trình vượt trội vậy, con người đặc biệt là văn hóa con người ở đây, mà nó lại được vận hành bởi cái điều này về Việt Nam mình là không tốt đâu. Tại sao có gì? Chúng đi học nước ngoài, những cái họ như chúng ta ở đây, các chị, anh chị có họ là ở trong đây thì trên ở nước ngoài đều có những cái họ của mình. Thì như Lê, Nguyễn, Trần, Phan, Đỗ gì đó là đều nằm ở top đầu của những cái danh sách của các trường khi mà đi học. Thì tại sao chúng ta học giỏi như thế như vậy thì những mô hình nó tốt như vậy thì về Việt Nam lại không được là sao? Và mình đi tìm hiểu rất là kỹ, và mình dùng mọi cái tiếng Anh của mình đi tìm hiểu, và mình thấy rằng đây là một cái mô hình thực sự rất là đẳng cấp, và mình quyết tâm làm chuyên nghiệp từ những ngày đầu tiên. Và khi cái quyết tâm đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái cộng đồng văn hóa vô cùng chuyên nghiệp. Như nãy giờ chúng ta đã nghe những câu chuyện của anh Long, anh Công, anh Hùng, sắp tới đây chúng ta sẽ còn nghe vài câu chuyện nữa. Thì chúng tin rằng khi chúng ta đọc lòng, chúng ta quyết tâm, và chúng ta có một cái tầm nhìn, và chúng ta dựa trên những dữ liệu thực tế, chúng ta không dựa trên những quan điểm cá nhân, để chúng ta phân tích thì mọi việc nó sẽ diễn ra qua tay mình và qua trái tim mình một cách rất là cởi mở. Đó là một số chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn sự chia sẻ của Trung. Và qua chia sẻ của Trung thì Công thấy rằng là một cái con người mà rất là chuyên nghiệp, đúng không? Và giữ những cái vị trí rất là tốt trong cái gọi là corporate world, tức là thế giới của doanh nghiệp, và lựa chọn công việc này thì dựa trên cái gì? Dựa trên cái sự cởi mở, dựa trên cái sự tìm kiếm đến một cuộc sống tốt hơn, đến một cuộc sống tròn trịa hơn, đúng không? Và xin cảm ơn Trung rất là nhiều. Và câu chuyện tiếp theo nữa thì câu chuyện này thì Công rất là ấn tượng, và Công biết người bạn này từ khoảng 7-8 năm trước rồi. Thì khi đó thì hai vợ chồng của anh là mình có thể nói như là đại gia và chiếm lĩnh khoảng độ 70% thị phần của quần jean tại Hà Nội, thì anh chị em thấy là thế nào không? Và Công được biết rằng hai vợ chồng anh chị đầu tư bất động sản, đầu tư vào ngành ô tô, và đồng sở hữu cái thương hiệu cà phê cộng, anh chị em thấy tuyệt vời không ạ? Và họ là những triệu phú đô la tức thân
nghe nhỉ? Và có thể là lát nữa thì họ anh ấy không dám nói đâu, nhưng cũng nói trước như vậy để anh chị em chú ý. Xin mời lãnh đạo. Mình cứ hay treo anh ấy là lãnh đạo bởi vì anh ấy là một con người rất là mạnh mẽ, rất là ấm áp và đặc biệt là rất là gần gũi. Thì cũng xin mời chia sẻ của doanh nhân Đỗ Trung Thành. Xin chào tất cả các anh, vâng, xin cảm ơn phần kết nối của anh Công rất là nhiều, vâng, và chào tất cả các anh chị em có mặt ở trên cái khán phòng Zoom ngày hôm nay. Thì thành tên đầy đủ là Đỗ Trung Thành, năm nay là 43 tuổi, vâng, và cùng với bà xã của mình thì cũng trong công việc kinh doanh Nuskin, và hiện tại bây giờ các anh đang ở trên khán phòng Zoom này chúng ta được nói đến, được nhắc đến đúng không ạ? Cũng đến thời điểm này là 7 năm rồi các anh chị ạ. Và trước khi làm với Nuskin thì Thành cũng kinh doanh về thời trang, và cái công ty thời trang và tạo ra một hệ thống thời trang, có lẽ rằng là nếu mà nói về quần jean các anh chị ạ, còn quần jean của hàng nhập nước ngoài thì đến 70% cái thị phần mà Thành cũng phân phối ở cái khu vực từ miền Trung đổ ra. Và bằng việc đó thì cũng cho mình được rất nhiều những giá trị. Thế nhưng mà đến thời điểm năm 2 thì nhớ là năm 2008-09 ấy, vâng, 2008-09 thì lúc đó thì cũng lần đầu tiên khi mà sang Mỹ, và lúc ấy đi rất nhiều nước ở trên thế giới rồi. Vâng, và khi mà lần đầu tiên mà sang Mỹ năm 2008, cuối 2008 thì nhớ như vậy. Và lúc ấy mình hình dung ra một cái điều rằng vậy thì cuộc sống của mình ấy, mình muốn cũng sống tự do thật sự. Vâng, bằng việc đó nếu như mà mình muốn phát triển một cái công việc kinh doanh nào đó để có thể được đi khắp nơi trên thế giới này, và cái công việc của mình nó vẫn vận hành, nó vẫn có thể phát triển được, thì mình chưa nghĩ ra được, vẫn chưa tìm ra được. Và chính bản thân cái doanh nghiệp của mình thì lúc đấy thì tại Việt Nam nhập nước ngoài về, nhập hàng nước ngoài về, các anh chị biết rồi đấy, ở đây chia sẻ cá nhân một chút thôi, mình muốn làm đúng ấy, họ cũng cho mình làm đúng. Ở đây thì và bằng việc đó ấy thì mình có anh Lâm, đúng không? Anh Lâm vừa chia sẻ làm xuất nhập khẩu đúng không ạ, tôi cũng muốn làm đúng cũng không cho làm đúng được. Và mình rõ ràng là mình muốn phát triển một cách gọi là mang tính bài bản và tính hệ thống, thì ở đây thì nó quá khó đối với mình. Và mặc dù lúc ấy thì mình chỉ muốn là gì ạ, muốn làm sao một cuộc sống có được cái công việc, có được sự nghiệp, có được sự tự do về cả cái tâm trí của mình ạ. Thì mình mới lúc đó thì mình mới cho phép mình tìm hiểu. Và bằng việc đó thì có lẽ rằng là rất là may mắn và cơ duyên, thì cũng chả hiểu Nuskin là gì đâu anh chị ạ, nhưng mà chỉ thấy rằng là những cái phong cách chính của những cái người lãnh đạo, những cái người thành công ở trong cái công việc kinh doanh này, họ freedom thực sự, họ tự do thực sự. Và lúc đấy thì mình cho phép mình tìm hiểu nó, và khi càng tìm hiểu nó thì đây mới chính là cái gọi là cái mô hình, cũng như là cái cuộc sống, cũng như là cái công việc, cũng như là cái cách thức mà chúng ta đã sử dụng cái công cụ gì để mình có thể trải nghiệm đó. Và trong kinh doanh thì nó sẽ có rất nhiều những vấn đề đúng không ạ, và cái việc mà chúng ta coi nó là vấn đề hay là không coi nó là vấn đề, nó do cách nhìn và do góc nhìn của chúng ta thôi. Và bằng việc đó thì ngay tất cả các anh chủ doanh nghiệp đây, chúng ta hãy cho phép mình tìm hiểu một cách rõ ràng nhất để chúng ta có thể phát triển được trong cái công việc kinh doanh cũng như là trong cái cuộc sống của mình. Và cảm ơn cái phần kết nối của anh Công, cảm ơn cái phần kết nối của tất cả anh chị em. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn chia sẻ rất là tuyệt vời của anh Thành. Và Công vẫn nhớ cái câu chuyện của anh Thành, tại sao anh ấy lựa chọn cái công việc kinh doanh này. Là có lần anh ấy đứng, anh ấy nghe một cái người thầy mình ở bên Nhật hỏi những câu rằng là anh như vậy thì cuộc sống của anh có hạnh phúc hay không, anh đã làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc hay không. Thì sau đó thì anh Thành đã rút ra cái điều mà tìm ra được cái mong muốn của cuộc sống của mình, đúng không? Và đó là do tại sao mà cũng vì một phần mà lúc nãy thì có một bạn nhắn tin ở trong nhóm ấy là anh Thành ấy quậy quá và camera nó cứ nhịp, chắc là anh có rung tuy nhiên qua cái câu chuyện của anh Thành ấy, thì chúng ta thấy rằng là con người của chúng ta luôn luôn có những cái nhu cầu gọi là nhu cầu hướng thượng, đúng không? Và cuộc sống làm sao đó thì tròn trịa hơn rất là nhiều. Thì đó là câu chuyện rất là ấn tượng của Thành. Và tiếp theo nói đến cuộc kinh doanh này, đó là cái câu chuyện để chuyển đổi cuộc sống của mình, và có thể chuyển đổi của mình thành một cái phiên bản gọi là hoàn thiện hơn. Thì cái câu chuyện tiếp theo của một người bạn trước đây cũng bắt làm ngành dầu khí, và cực kỳ mình nghe nói là mọi người hay nói là anh rất là khô khan và rất là cứng nhắc. Nhưng mà trong cái câu chuyện này, qua cái câu chuyện làm công việc kinh doanh Nuskin, thì anh đã chuyển đổi thành một con người hết sức là ấm áp, rất là gần gũi, dễ thương. Và Công cũng theo dõi những cái lần mà anh ấy dẫn chương trình ấy, rất là ấm áp và rất là nhanh và rất là vui vẻ anh ạ, và một con người khác hẳn trước đây. Và xin mời câu chuyện của anh Hoàng Đức Vương. Cảm ơn anh Công, cảm ơn tất cả các anh em đã cho mình rất là nhiều cái thông tin bổ ích, cũng như là
đa chiều ngày hôm nay, và đây là cái buổi mà mình rất là vinh dự được có mặt để mà có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình rất là nhanh trong vòng 3 phút, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các anh em. Thì mình là Vương, mình là 43 tuổi các anh chị, và ngày xưa thì học trung khóa là trung năm với anh Công và các anh em đó. Thì thực sự là mình cũng giống như cái mô hình mà gọi là anh Lâm có chia sẻ ban đầu, đó là chúng ta đi học lớn lên rồi học rất là nhiều thứ khác nhau luôn, và mình cũng là cái người giống như vậy, tức là mình học đại học này, xong rồi thạc sĩ này, và sau đó mình có một công việc rất là tốt trong ngành xây dựng, rồi chuyển sang ngành dầu khí, và hơn 10 năm trong ngành dầu khí, và có những lúc mình giữ cái chức gọi là trưởng phòng của một công ty dầu khí nước ngoài. Thì chắc chắn là cái điều kiện nó rất là tốt về tiền lương, về các cái chế độ phúc lợi và rất nhiều cái mối quan hệ nữa. Thì có những lúc mà mình nghĩ mình rất là ổn, đúng không ạ? Thực sự là mình thậm chí là có những lúc mà mình thấy là mình nhảy 9 công ty khác nhau trong vòng 18 năm đó, và mình rất là tự hào về cái điều đấy thời gian trước. Anh về sau mình hiểu ra một điều là thực sự là đó là mình cũng chỉ nhảy loanh quanh ở một chỗ duy nhất, đó là mình đi làm công ăn lương, tức là làm thuê cho người khác cho một công ty nào đó, anh chị, đúng không ạ? Và sau đó thì mình nhận ra một điều rất rõ ràng là mình thực sự mình đã đụng trần, anh chị em mình đã lên đến trưởng phòng rồi, không có cái cách cửa nào để mà tiến lên, rất là hiếm khi có thể lên làm trưởng phòng một phòng khác, hay là giám đốc một công ty, hay là phó giám đốc cũng không lên được luôn đấy nhỉ. Và đặc biệt là khi mình nhìn thấy cái sự thay đổi rất là lớn của cái người đồng nghiệp cũ trong ngành đầu tí của mình, anh và gia đình có một cái phong thái rất khác, có một cuộc sống rất tự chủ hơn rất là nhiều, và khác hẳn cái phiên bản trước đây của mình. Bắt đầu nhìn lại mình là bảo vậy là mình có thể tìm hiểu cái điều này như nào. Và thực sự là giống như anh em trước đó chia sẻ đó, bắt đầu bằng cái việc là mình phải cho mình cái sự mở lòng cho mình tìm hiểu. Ủa vậy cái điều gì đã giúp gia đình của người anh chị này, người đồng nghiệp cũ này họ thay đổi một cách khác biệt như vậy, đúng không? Mình cho mình cái cơ hội mở lòng ra mình tìm hiểu. Bởi vì trước khi mình làm dầu khí các anh chị, mình đi dọc đường từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong Sài Gòn đó, là mình đi qua cái công ty New Skin ấy, thì mình nhìn thấy biển các thứ đấy, mình nghĩ là công ty mỹ phẩm Hàn Quốc, bởi vì mình đâu đã tìm hiểu đâu. Và sau đó là mình cho mình cái cơ hội mình tìm hiểu, và đặc biệt là mình đến những cái sự kiện lớn, mình mới nhận ra một điều wow, vậy là ở bên ngoài kia nó đang có một cái thế giới rất là khác mà mình chưa từng biết. Mình cứ nghĩ là mình ở trong chăn ấm của một cái gọi là làm việc làm công ăn lương đó, nhưng thực sự là có một cái thế giới hoàn toàn khác ngoài kia, và cho mình cái cơ hội tìm hiểu rất là cụ thể. Và mình là kỹ sư như anh Công nói đấy, tức là khô khan, nên là tức là phải tìm tòi cái gì đó, nó phải logic mình mới tin. Vì thế mình cho mình cái cơ hội, mình sang Thái Lan, mình sang Singapore, mình sang Mã Lai, mình đến văn phòng của công ty này, mình tìm hiểu xem họ như thế nào. Rồi mình sang Mỹ 2 lần luôn các anh chị, để xem nó như thế nào. Và thực sự là mình vào thấy là cả một cái nền tảng rất lớn ở phía sau đó, và giúp chúng ta là gì, nó phá vỡ những cái giới hạn mình. Vấn đề là mình có sử dụng cái điều đó đến đâu, đúng không ạ? Ví dụ như đơn giản như này, phá vỡ về mặt giới hạn, về mặt quan hệ. Chẳng hạn trước đây mình có thể quan hệ đồng nghiệp rất là nhiều, nhưng vẫn chỉ dừng lại góc độ là làm việc trong công ty thôi. Nhưng bây giờ mình có hiểu được cái gì, mình có thể phát huy được cái những sự kết nối đấy, và nó phá vỡ những cái giới hạn về không gian, về thời gian, và biến những cái mối quan hệ chất lượng đấy thành những cái điều mà có thể có lợi cho cả hai bên và cho rất là nhiều người nữa. Các anh chị mình có thể cụ thể hóa được những cái điều như vậy, đúng không ạ? Và cái tính đòn bẩy, cái điều thứ hai là cái tính đòn bẩy trong cái cơ hội này, nó cho phép mình gia tăng giá trị. Và cái tính đòn bẩy trong cái việc là thu nhập như thế nào, đúng không? Cái tính đòn bẩy trong cái việc cái mối quan hệ chất lượng nữa, và phá vỡ rất là nhiều cái giới hạn mà trước đây mà trong cái làm công ăn lương thì mình không thể nào phá vỡ được, anh chị. Thì trong một cái thời gian, sau một thời gian mình đồng hành, mình nhận rất rõ là những cái giá trị như sau, anh chị. Cái thứ nhất là sức khỏe, không chỉ là cái tính tình rồi các thứ, mà cái sức khỏe cho bản thân mình, sau đó cho mẹ mình, cho những người thân và xã, từ cái góc độ phản đối cực kỳ ghê gớm và chuyển thành một người rất là chuyên nghiệp và có một sức khỏe khác, có một sức trẻ rất là khác. Rồi mình xây dựng được cái đội nhóm kinh doanh mà dành riêng cho mình, chứ không phải là cho người khác nữa, mà cho mình, anh chị. Và mình cũng thể giúp được những người khác, họ cũng làm tương tự như mình, đúng không ạ? Và cái sự tự chủ đó về mặt thời gian, lợi ích rất là nhiều trong cái việc tự chủ đó. Và vấn đề là mình cũng hướng tới cái điều tự, cái sự tự do mà người khác họ làm được, mình làm được, mình giúp người khác cũng làm được, phá vỡ những cái giới hạn. Thì thời gian nó rất là giới hạn, cho nên là mình sẽ trả lại mic cho anh Công. Và một lần nữa tất cả cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Vương. Chúng ta thấy rằng là chỉ cần cảm nhận thôi, đúng không ạ? Và trước đây như thế nào và bây giờ như thế nào, thì qua những cái câu chuyện của các anh chị em, các anh em vừa rồi, chúng ta thấy rằng đây dường như là một cái gì đó nó rất là khác so với cái cơ hội kia. Và cái phần tiếp theo là phần chia sẻ mà tôi rất là mong đợi của mỗi cái buổi này. Khi mà nói về chút thì có lẽ đây là một người anh mà tôi thấy có cái sự nhiều nhất, từ một người mà cực lực phản
em nào mà đang phản đối về cái cơ hội này thì chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội để mà thành công lớn như anh. Và công cái điều mà tôi ấn tượng nhất là anh đã xây dựng cho mình một cái phong cách sống, một cái phong cách sống mà khác hẳn so với cái phong cách sống trước đây và phong cách sống của phần lớn mọi người ở trong cái xã hội này. Và anh có cái phong cách sống hết sức là tự do, phong cách sống của những con người thực sự là giàu có, thực sự là thịnh vượng và thực sự là có trái tim ấm áp. Và cái quan trọng là anh sẽ chia sẻ với chúng ta tầm nhìn của thị trường như thế nào đó. Và tiếp theo là làm thế nào để anh em doanh nhân của chúng ta trong 5 năm tới, 10 năm tới có thể cùng nhau tạo nên cái điều thần kỳ tại chính thị trường Việt Nam như thế này. Và xin mời chia sẻ của anh Phạm Ngọc Anh. Alo, xin chào, cảm ơn anh Công. Xin chào tất cả các anh chị em có trên mặt có mặt ở trên Zoom ngày hôm nay. Rất vui là hôm nay lại được quay trở lại nói chuyện với anh chị em rồi. Đầu tiên thì cũng xin cảm ơn những anh em mà có mặt trong cái buổi Zoom này cho đến giờ này. Tại vì sao? Những người mà có thể ngồi tới giờ này ở trên Zoom thì anh cảm thấy là rất cảm kích. Vì đâu đó những con người này họ khiêm nhường, học hỏi, biết được là ngày hôm nay là chúng ta có mặt ở trên đây là hầu hết chúng ta là những doanh nhân và những người gọi là làm việc những gọi là chuyên gia làm việc trong những cái tập đoàn lớn, công ty lớn, đúng không ạ? Họ có những cái nền tảng rất là tốt, nhưng mà tại sao nay những anh chị này ngồi ở đây để lắng nghe tới giờ phút này thì đó là điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta biết rằng cơ hội nó chỉ mở cửa cho nó chỉ là cơ hội cho những người nào biết mở lòng, người nào đủ khiêm nhường để mà đón nhận cái điều mà gọi là tuyệt vời nó đến, đúng không? Những cái cơ hội đó nó rất là lạnh nhạt. Nếu chúng ta không quan sát kỹ hoặc nếu chúng ta không khiêm nhường đủ để chúng ta nhìn thấy thì thực sự cái cơ hội nó đi qua rất là nhanh. Ok. Và hôm nay thì chắc có lẽ Ngọc Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để cho các anh chị em gọi là có những câu hỏi hoặc là chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về công việc kinh doanh này. Thì quay trở lại cái câu chuyện của Ngọc Anh, tại sao Ngọc Anh tham gia công việc kinh doanh skin này thì Ngọc Anh nhận thấy hầu như từ đầu đến giờ Ngọc Anh nghe thì hầu như các anh chị đều xuất phát từ những người mà có biết về New Skin nhưng mà biết về cái mô hình network marketing này. Nhưng hầu hết chúng ta đều có những cái quan điểm gọi là tiêu cực đối với cái ngành này. Thì đây là cái thời điểm mà Ngọc Anh nghĩ là chúng ta đâu đó những con người chuyên nghiệp, những người mà biết nhìn xa, hãy làm cho nó trở thành chuyên nghiệp, làm cho nó trở thành những cái công việc kinh doanh có sức thu hút và làm cho nó trở thành một cái công việc nó có tính nhân văn đúng theo như bản chất của nó. Thì đó là cái mà Ngọc Anh mong muốn cho cái công việc kinh doanh này. Và Ngọc Anh và Thảo Lê đã làm cái công việc kinh doanh này 7 năm rồi các chị. Thì với cái câu chuyện mà Ngọc Anh biết về New Skin thì thực sự là thời điểm đó là biết bởi người vợ của mình, đó là Thảo Lê. Vợ của mình làm cho quỹ đầu tư Indochina Capital. Và Thảo Lê biết qua cơ hội kinh doanh này bởi một người CIO, tức là cái người đó là cái người mà nắm quản lý cái quỹ đầu tư. Anh đó là chuyên về cái mảng tài chính. Thì anh biết rất rõ tất cả những cái tập đoàn nào, tất cả những công ty nào có tiếng trên thế giới và nó phát triển như thế nào. Khi anh chia sẻ cái điều đó với Thảo Lê thì anh nói là có một công ty sắp vào Việt Nam và công ty đó rất là lớn. Và thực sự nếu muốn thay đổi cuộc sống thì hãy tìm hiểu cơ hội đó. Và anh viết trong một cái chữ rất ngắn là nuskin.com. Đúng không ạ? Và anh bảo nếu quan tâm thì tìm hiểu đi. Chỉ thế thôi các anh chị. Đúng là cái cơ hội nó chỉ có thế thôi. Nhưng nếu chúng ta coi nhẹ mà lờ nó đi hoặc là quẳng nó cái tờ giấy vàng nó đi thì coi như cái cơ hội nó sẽ không còn nữa rồi các. Nhưng mà Thảo Lê lúc đó thì cái khao khát của bạn là bạn muốn được tự do, bạn không muốn đi làm công ăn lương. Đúng không? Mặc dù cái thu nhập của bạn ở cái công việc kinh doanh đó, ở cái quỹ đầu tư đó rất là tốt. Nếu chúng ta so ra hai vợ chồng của anh đi làm công ăn lương thì với cái thu nhập đó thì nó ở trong cái hạng A của những người đi làm công ăn lương rồi. Nhưng thời điểm đó Ngọc Anh cũng là người giống như các anh chị ban đầu khi tham gia công việc kinh doanh này thôi, là một con người rất là khép kín và có cái nhìn tiêu cực đối với ngành. Và đó là lý do tại sao Ngọc Anh phản đối. Điều thứ hai Ngọc Anh phản đối nó là vì nếu mà Thảo Lê tìm hiểu công việc kinh doanh này, mình chưa biết công ty này nó sẽ như thế nào, nó chưa bước vào Việt Nam. Vậy thì nếu như Thảo Lê dừng lại tất cả những cái công việc làm tại quỹ thì coi như lúc đó thì mình đã mất đi một nửa thu nhập hiện có rồi, đúng không? Đó là cái điều mà Ngọc Anh bức xúc. Vậy tại sao là mình gọi là mình từ chối và mình
phản đối, đúng không ạ? Và sau này thậm chí cái người tổng giám đốc của mình hỏi vợ sau này làm bên quỹ đất tốt không, thì mình có nói thẳng với anh là vợ chuyển qua làm cái bước marketing rồi, chuyển qua làm cho công ty skin rồi, thì anh tổng giám đốc anh nói à anh biết cái công ty đó và anh nói là cái công ty đó rất là tuyệt vời, và nếu mà đã gọi là tìm hiểu công ty đó rồi thì hãy tập trung làm trong 2 năm, đừng chìm ngang vì gì ngược, thì nếu mà không thành công thì đi tìm công việc khác làm, còn nếu mà bạn mà thành công thì thực sự là cuộc sống của bạn sẽ thay đổi, đúng không? Thì đó là cái lời mà cái người tổng giám đốc của mình ở công ty dầu khí, anh đó là người Malaysia, và hầu như là hàng năm anh ấy sang đây thì anh đều gọi vợ chồng mình đi uống cà phê, thì đó là cái điều rất là tuyệt vời, đúng không? Và sau đó thì mình mới nhận ra là những cái con người mà họ đã thành công trong cuộc sống rồi, họ chia sẻ những cái điều đó thì nên lắng nghe. Đó là lý do tại sao mình đi rất nhiều nước Đông Nam Á để mình nhìn xem công ty này nó phát triển như thế nào tại Đông Nam Á, thậm chí mình đi Mỹ luôn, và mình gặp những con người làm network marketing, làm Nu Skin, cụ thể là làm Nu Skin, mình cảm nhận là họ là một con người rất là ấm áp và họ rất là uyên bác, họ hiểu biết rất là nhiều, đúng không? Và họ có những cái giá trị mà không chỉ chúng ta gọi là mong mỏi ngoài cái tài chính đâu các chị. Và mình nhận biết rằng Nu Skin nó là một cái phương tiện mà chúng ta vừa có thể có tài chính, vừa có thể có thời gian, vừa có thể có sức khỏe, đúng không? Vừa có thể có gia đình. Đó là cái điều mà họ rất thích ở Nu Skin. Thường ngày xưa người ta hay nói là nếu đã chọn sự nghiệp thì tạm thời hãy quên gia đình đi. Nếu đã chọn sự nghiệp thì tạm thời hãy quên cái thời gian, quên cái sức khỏe, phải hy sinh hết tất cả thứ đó. Bạn có chấp nhận hay không? Nhưng tại sao chúng ta không chọn ra một phương tiện mà chúng ta có thể vừa làm kinh doanh mà vừa có thể có tất cả những thứ đó? Chúng ta thường hay biện minh trong cái cuộc sống mà chúng ta làm, chúng ta kiếm tiền là vì gia đình mà, kiếm tiền là vì cuộc sống tương lai mà, đúng không? Thì hầu như tất cả những cái thứ đó thì nó lại không đem lại cái điều đó. Và thậm chí mình thấy có những người rất là giàu rồi thì mình nói thẳng thắn luôn, gia đình thì đổ vỡ, đúng không ạ? Con cái thì hư hỏng, đúng không ạ? Sức khỏe thì đôi khi kiếm được tiền rồi, đến khi mà sức khỏe nó sụp đổ thì bắt đầu tiền đó thì không trang trả lại hết, đúng không ạ? Và cái hình ảnh bố mình cũng thế, đó là một trong những cái thứ mà mình nhìn thấy được, đúng không ạ? Vậy thì mình nhìn thấy ở Nu Skin là một cái phương tiện mà có thể giúp mình thay đổi cuộc sống trong tương lai. Và mình nhìn thấy ở thị trường Việt Nam này rất là lớn. Mình tại sao mình quyết định, cái lý do là mình sẽ toàn thời gian với Nu Skin cuối năm 2014 là tại vì cái thời điểm đó mình đang làm cho Petronas, nhưng mà mình sang Indonesia, mình có dự đi cùng với bà xã, mình dự sự kiện dành cho những cái người lãnh đạo mà người ta nói gọi là từ ruby up trở lên, nó tương đương với cái vị trí trưởng phòng ở những công ty truyền thống của các chị. Và họ nói về một thị trường hàng 100 triệu dân, và họ nói về một cái tốc độ tăng trưởng trong tương lai ở cái thị trường đó có thể đạt tới vài 300 triệu đô la doanh số, và hầu như không ai biết về điều đó. Và mình nói rằng nếu mà mình không làm thì 1.500 con người ở đây, người Thái Lan, người Singapore, người Malaysia, họ đều biết về cơ hội đó, họ sẵn sàng, họ sẽ sang Việt Nam, họ sẽ mở cửa thị trường và họ sẽ xây dựng, đúng không ạ? Và mình thấy rằng nếu mà mình cứ chậm trong cái việc này thì mọi thứ nó sẽ gọi là sau này mình sẽ chỉ là người sử dụng sản phẩm thôi, và lúc đó mình quyết định mình về làm. Và khi mà mình làm rồi thì các anh chị thấy là mình lại càng nhìn thấy nhiều hơn cái tiềm năng của thị trường này, đúng không ạ? Mình thấy là đây là cái thời điểm mà khi đó mình bắt đầu học hỏi cái đó, mình bắt đầu tìm hiểu cái đó, mình bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Và thậm chí thời điểm này mình thấy được rằng là đây mới là cái thời điểm mà tuyệt vời nhất để những người chuyên nghiệp, những người siêu giỏi họ bước vào việc kinh doanh. Tại vì thời điểm này là cái thời điểm sau 7 năm Nu Skin đã chứng minh được họ là ông lớn ở trong cái thị trường này, tại thị trường Việt Nam. Và đây là một cái đại dương xanh. Toàn bộ thị trường Việt Nam này chỉ có 23 công ty network marketing hiện tại. Các anh chị muốn sống trong một đại dương xanh hay là muốn sống trong một đại dương đỏ? Các anh chị thấy trong truyền thống có sự cạnh tranh loại trừ lẫn nhau, đúng không ạ? Tiểu xảo tất cả những cái thứ đó. Và mình thấy ở Nu Skin, ở cái ngành network marketing này, tại thị trường Việt Nam, 23 công ty, tiềm năng lên tới 1 tỷ đô la. Hiện tại doanh số chỉ có 250 triệu đô la các anh chị. Vậy thì ai sẽ là người đưa cái ngành này, ai sẽ là người giúp cái ngành này có thể đạt cái doanh số đó? Mình nghĩ là nếu chúng ta thu hút được những người làm chuyên nghiệp, những người siêu giỏi, họ bước vào họ làm đúng, họ làm chính xác, họ làm gọi là xuất sắc với cái công việc kinh doanh này, thì họ sẽ đưa cái ngành công nghiệp này tuyệt vời. Đặc biệt là trong cái thời kỳ này, khi có internet, khi có mạng xã hội, đúng không ạ? Nó gọi là cái gọi là giống như là hổ mọc thêm cánh các chị.
cái ngành network marketing này khi được tích hợp bởi internet, tích hợp bởi mạng xã hội, đúng không ạ? Tích hợp bởi sự gọi là toàn cầu hóa, đúng không ạ? Tích hợp bởi sự gọi là bình đẳng trong kinh doanh. Và cái việc Việt Nam gia nhập với nhiều các cái gọi là hiệp hội kinh tế trên thế giới, đó là cái giống như là hồ học tương cánh. Nếu mà chúng ta không đón nhận cơ hội này, chúng ta không bắt cái cơ hội này, có thể đâu đó chúng ta sẽ quên mất một cái bức tranh rất là lớn, chúng ta bỏ qua đâu một cái bức tranh rất lớn. Đôi khi chúng ta vì nghĩ về cơm áo gạo tiền nên chúng ta không nhìn lớn được. Cái điều đó các bạn thông cảm, bản thân mình cũng thế. Đôi khi cái khó nó bó cái khôn đấy chị. Nhưng mà ở đây những con người chuyên nghiệp, những con người đã từng làm với những cái tập đoàn lớn có vị trí chủ chốt, đúng không ạ? Những người đã từng làm kinh doanh thì thực sự nếu bạn muốn, bạn tìm hiểu bạn sẽ thấy nó khác biệt như thế nào so với truyền thống, đúng không ạ? Nó khác biệt như thế nào so với truyền thống, và bạn sẽ thấy cái sự nhân văn của nó ở đấy nó như thế nào, bạn thấy cái đòn bẩy, thấy cái tương lai của mình nó như thế nào, đúng không ạ? Và cái tương lai ở đây là do mình quyết định, chứ không phải do một ai đó quyết định. Trong truyền thống mình phải lệ thuộc vào một ai đó quyết định, nhưng với công việc kinh doanh này chính là do mình quyết định. Và đó là cái câu chuyện của anh với cái công việc này. Mình sẽ dành nhiều thời gian để cho các anh chị phản biện hoặc là các chị có những câu hỏi. Mình nghĩ là với cái kinh nghiệm 7 năm trong cái công việc kinh doanh này của hai vợ chồng thì mình nghĩ là mình có thể trả lời với cái, trong cái khả năng của mình ở tại cái công việc kinh doanh này. Ok, và mình trả lại micro cho anh Công, và anh Công có thể mời các chị em ai có câu hỏi cứ đặt câu hỏi. Mình rất là cởi mở, đặc biệt là trong cái thời kỳ này. Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc Anh. Qua chia sẻ của anh Ngọc Anh ấy, thì công lại một lần nữa khẳng định cái lựa chọn của mình là đúng đắn ấy. Và những chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta luôn mong muốn hướng đến một cái sự tròn trịa. Và Nu Skin chỉ là một cái phương tiện rất là phù hợp để chúng ta đi, để chúng ta đạt được cái sự tròn trịa đó thôi. Và có một cái số từ khóa mà tôi thấy được qua cái câu chuyện của anh Ngọc Anh, đó là gì? Đó là đại dương xanh. Nếu mà chúng ta kinh doanh, mà chúng ta kinh doanh ở đại dương xanh thì tuyệt vời như thế nào? Và thứ hai là cái từ chuyên nghiệp. Chúng ta kinh doanh chuyên nghiệp ở trong đại dương xanh đó và chúng ta cùng làm với nhau. Và cái phần cuối cùng chính là phần hỏi đáp. Thì trước khi mà vào phần hỏi đáp ấy, thì Công muốn chia sẻ thêm một cái thông tin, một cái chi tiết hết sức là quan trọng. Là anh đã theo đuổi, đã cùng với chúng ta xây dựng cái hệ thống kinh doanh này trong 7 năm qua. Hiện tại là vợ chồng anh đã tạo ra một cái doanh số hàng năm như Công được anh chia sẻ là đâu đó khoảng độ 300 tỷ cho đến 400 tỷ một năm ấy. Thì cái điều đó nó mang lại cái thu nhập như thế nào thì chúng ta hoàn toàn, nếu mà anh em trong ngành thì thấy biết được con số thu nhập nó sẽ lớn đến như thế nào. Và anh hoàn toàn có thể giúp chúng ta giải đáp tất cả những cái câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi tất cả mọi thứ. Thế nhưng có những câu hỏi, nó có hai nhóm câu hỏi. Thứ nhất là câu hỏi về niềm tin về cái ngành này như thế nào, và cái câu hỏi thứ hai là cái câu hỏi về tôi liệu có làm được hay không, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay thì Công cũng mong muốn tất cả anh chị em chúng ta tập hợp những cái câu hỏi về cái ngành này như thế nào, cái sự uy tín của nó sẽ làm sao, còn cái việc có làm được hay không thì có lẽ rằng chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Và chúng ta sẽ có những cái buổi thông tin giải thích hết sức là chi tiết là làm như thế nào, nó giống như là cầm tay chỉ việc ấy. Thì và tiếp theo là Công cũng mong muốn là những anh chị em nào đã là thành viên rồi thì mong anh chị em chúng ta cũng ngồi lắng nghe một lần nữa chúng ta ở tâm thế chúng ta học hỏi. Và tất cả câu hỏi thì Công sẽ và chúng ta sẽ không trả lời, và để cho anh Ngọc Anh sẽ là người mà có kinh nghiệm nhiều nhất và giỏi nhất để mà chia sẻ đó. Và xin mời tất cả các anh chị em chúng ta cùng đặt câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên thì Công thấy có một bạn tên là Leon Nguyễn đã chat lên đây đó. Anh ơi, một người chưa biết gì về network marketing liệu có tham gia và đồng hành cùng Nu Skin được không? Đó là câu hỏi mà Công trước khi mà Công nói về cái quy tắc là tôi có làm được không, nhưng mà không sao, là ưu tiên cho bạn. Thì Công em mời anh Ngọc Anh chia sẻ được không? Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Câu hỏi này cũng rất bình thường thôi, bản thân mình cũng vậy. Ngày xưa khi mình bước vào cái công việc kinh doanh này thì mình có câu hỏi là mình là người làm kế hoạch và chiến lược cho ngành dầu khí, mình chỉ ngồi trong văn phòng thôi, liệu là mình có làm được cái công việc kinh doanh này không? Liệu mình có thể gọi là bán hàng, liệu mình có thể nói chuyện với một ai đó được không? Tại vì cái tính cách của mình là một người rất là ít nói, đúng không? Mình có làm được không? Nhưng mà các chị nhớ một điều, tất cả chúng ta sinh ra đều giống nhau cả, đều chỉ là một đứa trẻ và chỉ biết khóc ve ve thôi. Nhưng tại sao qua quá trình lớn lên chúng ta phát triển nó khác nhau, đúng không? Thì tất cả nó đều có cái gọi là trải nghiệm hết. Bước vào cái công việc kinh doanh nào nó đều có cái sự hướng dẫn nhất trong các chị. Nhưng ở cái ngành network marketing này nó cũng thuận lợi hơn truyền thống một chỗ là anh không phải đầu tư tiền
nhiều vào đấy. Anh không phải gọi là trở thành những người quá giỏi thì anh mới bước vào công việc kinh doanh này. Thừa nhận rằng nếu mà anh có kinh nghiệm, anh có tư duy tốt, anh có trình độ, anh bước vào thì nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng với cái công việc kinh doanh này thì bất kỳ ai cũng có thể làm được nếu chúng ta tuân thủ hệ thống. Và cái công việc kinh doanh này nó chẳng khác nào là cái việc mà mình bước vào vừa làm kinh doanh vừa học đại học các anh chị. Tức là mình vừa học vừa làm trong quá trình đó. Và hệ thống nó sẽ hướng dẫn cái gì. Và sau 7 năm thì mình cảm nhận là mình bắt nhịp với cái công việc kinh doanh lúc nào mình cũng biết luôn các anh chị. Mình bắt nhịp vào lúc nào cũng không biết. Và mình trở thành, mình yêu cái công việc kinh doanh, mình đam mê với công việc kinh doanh này. Rất là tuyệt vời. Và mình không nhận biết được là mình đã trở thành một con người mà gọi là thấm, gọi là cái máu network marketing ở trong người mình lúc nào. Quan trọng là làm sao mình làm chuẩn chỉnh tất cả những cái bước đó theo hướng chuyên nghiệp, và mình phải trở thành con người tốt hơn, đúng không ạ? Mình làm những điều đúng đắn, đúng không ạ? Là đó là cái mình chia sẻ với anh chị, đó là cái kinh nghiệm của mình. Vâng, ok. Cảm ơn anh Ngọc Anh. Chắc là câu không biết là bạn đã thỏa mãn với câu trả lời của anh Ngọc Anh chưa? Nhưng mà Công thì Công hiểu rằng là nó giống như bây giờ chúng ta đi học một cái môn gì đấy mới thì chúng ta học thì chúng ta sẽ biết thôi, đúng không ạ? Ví dụ như mình muốn đi học võ thì đầu tiên mình cứ phải vào học thầy thì mình sẽ học được thôi. Bây giờ anh em mình mà có câu hỏi ấy, thì mình ấn vào cái nút ở phía dưới bên phải màn hình có cái chữ mo hoặc là cái dấu ba chấm ấy, thì ấn vào đó và mình ấn và mình chọn cái raise hand và giơ tay, thì host sẽ mở ra chúng ta để chúng ta trực tiếp chúng ta đặt câu hỏi, đúng không ạ? Và trong lúc chờ đợi thì Công cũng nhận được một câu hỏi rất là hay của một anh có gửi riêng cho Công. Là gì? Là bây giờ doanh nghiệp của tôi đang làm về lĩnh vực về cơ khí chẳng hạn. Thế bây giờ tôi chuyển qua bán mỹ phẩm à? Thế thì anh có thể giải thích được không? Mình hiểu bán nó chỉ là một phần đó các anh chị. Khi đầu Ngọc Anh đã nói rồi, Ngọc Anh là một cái người làm kế hoạch và chiến lược mà mình chỉ ngồi với con số thôi, ngồi với máy tính thôi. Nhưng mà mình chuyển qua làm network marketing thì khi đầu đó là cái cảm nhận, đó là cái nhìn bên ngoài của mình. Nhưng mà khi mình bước vào nó hoàn toàn khác các chị. Cái network marketing này thì nó yêu cầu mình học hỏi phát triển bản thân này, đúng không ạ? Các cái kỹ năng này, đúng không ạ? Từ từ thì chúng ta sẽ hiểu dần, đúng không ạ? Thừa nhận là cái kỹ năng sale nó là một cái điều quan trọng. Chúng ta ai cũng sale cả, chúng ta có thừa nhận điều đó không ạ? Nhưng mà chúng ta sale một cách rất là tự nhiên, đúng không ạ? Có thể chúng ta đang đi làm công ăn lương, có phải đó là, có phải là chúng ta đang sale không? Chúng ta đang bán nào? Chúng ta đang bán sức khỏe, chúng ta đang bán thời gian của chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta bán một cách rất tự nhiên, chúng ta không cảm nhận được điều đó. Cái công việc kinh doanh này cũng vậy. Nhiều người nghĩ là cái ngành này là mỹ phẩm, nhưng mà thực sự không phải các anh chị. Tại sao mình làm 7 năm nay, có ai nhìn trên mặt mình nghĩ là mình làm mỹ phẩm đâu, đúng không? Trong 1-2 năm đầu thì hầu như mình học hỏi phát triển bản thân, mình tạo doanh số, kết nối, đúng không ạ? Nhưng hầu như khi mà bắt đầu cái tổ chức của mình bắt đầu nó phát triển rồi, và mình có những cái người khách hàng trung thành rồi các anh chị, là hầu như họ đã sống với mình giống như người bạn rồi, thì hầu như cái doanh số đó mình không lo tới. Và cái phần còn lại của mình á, là hầu như mình giúp đỡ đội của nhóm, giúp đỡ những người lãnh đạo, xây dựng hệ thống giúp họ đào tạo, training, đó là cái vấn đề mình cần, đúng không ạ? Nên nhiều anh chị nói là ô vậy thì tôi tham gia công việc kinh doanh này hầu như là tôi bán hàng à? Đúng, trong giai đoạn này các anh chị có thể là bán hàng để duy trì cái cuộc sống của anh chị đã. Khi các anh chị có những cái người khách hàng truyền thống rồi, tức là khách hàng trung thành rồi, thì nó khác ở truyền thống là các anh chị luôn luôn phải tìm khách hàng mới, phải gia tăng số lượng khách hàng mới, đúng không ạ? Phải tìm, bản thân mình phải tự đi tìm điều đó. Nhưng với network marketing này, các anh chị có khoảng 30 người khách hàng trung thành. Và các anh chị hình dung là sau 7 năm Ngọc Anh làm network marketing rồi thì các nói có hệ thống hoàn có bao nhiêu người khách hàng cũng phải. Nó hơn con số nó rất nhiều lần. Và như vậy thì cái doanh số nhỏ nhỏ nó, và cái công việc kinh doanh này nó giống như cái việc mình đi xây dựng franchise. Mình tạo ra một cái gọi là cái cửa hàng nhỏ nhỏ. Có những người khách hàng trung thành họ tới đó họ mua mỗi ngày rồi. Mình không quan tâm tới cái cửa hàng của mình, cái doanh số nó đủ rồi. Cái việc còn lại là mình giúp những người khác. Họ xây dựng những cửa hàng giống như thế, làm sao họ tạo ra những doanh số thế. Đó là cái cách là mình làm network marketing. Và mình hay gọi cái ngành network marketing là cái ngành gọi là xây dựng franchise, nhưng mà với mô hình siêu nhỏ đó các chị. Ok. Vâng, cảm ơn anh Ngọc Anh. Và hy vọng rằng cái câu trả lời của anh Ngọc Anh thì đã giải đáp được cái thắc mắc của một người bạn, đúng không? Và tiếp theo thì Công thấy có bạn Tuấn
Tuấn, An Mạnh Tuấn là giơ tay để mà đặt câu hỏi, thì xin mời nhờ host bật cả bật mic cho Tuấn. Ok, mời Tuấn. Dạ, anh Công nghe chưa ạ? Ừ, anh nghe thấy rồi. À dạ, xin chào anh Công với anh Thái Chị. Trường như này Tuấn giới thiệu thì hai anh em đều làm ở trên Ban An cả. Vì em chưa tham gia vào đầu chung Zoom, cho nên sáng hôm nay em chạy xuống nhà Tuấn, hai anh em ngồi qua chỗ Tuấn giới thiệu rồi anh Chị Thuyết với cả anh Hùng có trao đổi với em hôm trước rồi, thì em còn đang muốn hỏi anh là trước đấy thì em có làm bên chỗ bán bên chỗ trà đặc dân của Công Linh ấy, thì nếu như mà có khách hàng họ đặt mua thì bên em vẫn nhận sản phẩm đấy về xong để phân phối tới cho khách hàng. Nhưng mà bên mỗi cái sản phẩm như thế thì bên em sẽ ăn phần trăm hồng ở trên đấy. Còn nếu như bên em ví dụ em có mã số ở bên chỗ Nuskin rồi, thì thay vì em mua một cái sản phẩm ví dụ là 1 triệu, em có mã số thì em sẽ mua ở đấy với giá là 600.000 chẳng hạn, nhưng mà em vẫn bán lại cho khách hàng là 1 triệu, thì như thế thì nó mình ăn phần trăm như thế thì có được hay không, và nếu như thế thì mình sẽ được lời gì ở trong đó và mình mất đi cái gì. Ví dụ như hiện tại em chưa tham gia vào, nhưng mà bạn Tuấn với cả anh Hùng với cả chị Tuyết vẫn bảo là sẽ hỗ trợ cho em có cái mã số để em lên đấy em tìm hiểu thêm thông tin và em sẽ mua sản phẩm đấy. Thế thì nếu như mà em cùng giới thiệu cho khách hàng cả, em cùng tạo mã số cho họ để từ lấy những cái sản phẩm như thế, thì nó sẽ có lời gì hơn nếu như mà mình chọn cách đấy thay vì là em tự đặt mua xong và em bán lại cho họ với cái giá cao hơn để em được chênh lệch ạ. Em xin hết. Câu hỏi rất là hay và thực tế đúng không? Em mời anh Ngọc Anh ạ. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Vậy thì anh trả lời rất là rõ ràng, đó là chúng ta phân biệt giữa bán và không bán nào, bán và chia sẻ. Nếu như em nói là em mua sản phẩm đó từ công ty rồi em về em bán lại, đúng không? Thì đó là em đang cầm của bạn. Ok. Nhưng mà công ty không cấm cái việc này, công ty vẫn cho phép em làm điều này và thậm chí cho phép em làm cái giá em mua ở công ty như thế nào thì em được phép bán cho cái người tiêu dùng cuối cùng có thể cao hơn 30% tùy vào cái quyết định của em. Đó là việc em sẽ tập trung vào bán, đúng không? Nhưng có những người họ nói là em không, từ xưa giờ em không bán được đâu anh ơi, em không bán được cho ai gì đâu, thậm chí là em đưa cho người ra xong rồi em cho luôn đó. Thì cái cách thứ hai thì những cái người đó thường là như thế này, họ sẽ kết nối cái người đó vào hệ thống của họ, họ mở một cái mã số ở dưới cái hệ thống đó và họ nói cái người khách hàng đó là tự mua ở công ty đi, đúng không ạ? Và cái việc giao dịch mua bán nó là giữa cái người khách hàng đó với công ty, hoặc là cái nhà phân phối có thể hỗ trợ lần đầu cho cái người khách hàng đó làm sao mua được online, làm sao mua được offline từ thẳng ở công ty, đúng không ạ? Cũng cùng với một cái giá đó, mình mua giá đó, khách hàng cũng mua giá đó, không có sự chênh lệch, không có sự phân biệt ở đây. Cậu ăn 7 năm rồi cũng mua cái giá giống như các anh chị đang mua bây giờ, không có sự chênh lệch nào hết, đúng không? Nhưng cái vấn đề nó xảy ra là làm sao có tiền, đó là khi mà cái người mà giúp các anh chị có cái mã số đó thì họ được hưởng cái phần trăm theo cái chính sách hoa hồng. Và sau này thì nếu mà các anh chị quan tâm thì các anh chị sẽ học hỏi là cái chính sách hoa hồng công ty sẽ trả như thế nào, đúng không? Có phải là giống như các anh chị nghe ban đầu là cái phương thức gọi là truyền thống nó đã qua nhiều tầng lớp, đúng không ạ? Nó phải trả nhiều chi phí, đúng không ạ? Thì cái phương thức này thì coi như là công ty họ đã không phải làm marketing đó, mà chúng ta là những người nhà phân phối, chúng ta kết nối khách hàng, chúng ta giới thiệu dùng thì công ty sẽ trích lại cái phần đó trả cho mình, nó rất là công bằng, đúng không? Thì đó là cái cách thứ hai để mình có thể làm cái công việc kinh doanh, đó là cái mà mình chuyên về network marketing đó, đó là network đó, đó là cái việc mình cần tập trung vào tương lai 80-90% thời gian vào cái việc kết nối đó, chứ không phải cái việc là mình bán ngoài kia. Và mình nhắc lại là cái việc mà mình bán nhiều thì nó quay lại cái không phải là mình phát triển mạng lưới nữa. Và nhớ một điều là khi nào chúng ta còn bán thì chúng ta còn doanh số, chúng ta còn hoa hồng. Khi nào hết bán thì ai sẽ là người tạo ra doanh số bây giờ, đúng không ạ? Vậy thì mình phải tính tới cái việc là làm sao mình xây một cái hệ thống để khi có mặt mình hay không có mặt mình, cái hệ thống nó vẫn cứ tạo ra doanh số. Tại vì hàng nghìn người ngoài kia họ vẫn bán để họ hoặc là họ có những người khách hàng trung thành họ vẫn dùng, đúng không ạ? Thì nó tạo ra doanh số, tất cả công việc kinh doanh nó đều phải tạo ra.
tìm hiểu rõ hơn về chính sách thu nhập cũng như về rõ ràng cái mục tiêu của mình, chúng ta mong muốn cái điều gì để chúng ta làm cái điều đó. Và câu hỏi tiếp theo nữa, và ở trên chat thì công nhận thấy rằng là có bạn tên là Thang Phong, thì bạn ấy hỏi rằng là xin hỏi doanh số của Nu Skin Việt Nam 3 năm gần đây nhất để hiểu được tốc độ tăng trưởng của công ty, và Nu Skin thì hiện tại đang ở vị trí nào trong số 23 công ty kinh doanh mạng tại Việt Nam. Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là sản phẩm của Nu Skin hướng tới đối tượng khách hàng nào để kinh doanh hiệu quả. Anh xin mời anh Ngọc Anh quay lại. Ok, xin trả lời với cái câu hỏi như này. Cái thứ nhất là sau 7 năm hiện tại thì doanh số của Nu Skin chạm mốc 50 triệu đô la một năm, đúng không ạ? Bắt đầu vào với thị trường Việt Nam năm 2013 thì doanh số của Nu Skin mới là 4 triệu đô các anh chị. Sau đó thì lên 7 triệu, rồi lên 12 triệu, và cứ như thế tới thời điểm này thì Nu Skin Việt Nam đặt doanh số là 50 triệu đô la, đúng không ạ? Đó là cái câu hỏi đầu tiên trả lời cho bạn, đúng không ạ? Và cái tiềm năng của cái thị trường này nó có thể lên tới vài trăm triệu đô la trong tương lai với cái doanh số này của công ty, tại vì nó đang là trên đà phát triển và đây chưa phải là cái thời điểm mà gọi là bão hòa của thị trường, đúng không? Đây là cái thời điểm mới là khởi đầu thôi. Rồi đó là cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là gì ạ? Cái vế thứ hai bạn muốn hỏi về sản phẩm của Skin hướng tới đối tượng khách hàng nào để kinh doanh hiệu quả. Ok. Cái giai đoạn này thì chúng ta thừa biết là ngoài truyền thống kia nó có rất là nhiều công ty, đúng không ạ? Từ công ty từ hàng A, hàng B, hàng C, C gì đó, hàng D, hàng F gì đó, rất nhiều, chất lượng nó đủ muôn vàng, đúng không ạ? Trong network marketing mình cũng không loại trừ điều đó, các chị không loại trừ điều đó. Và với cái sản phẩm của Nu Skin thì Ngọc Anh khẳng định một điều, Nu Skin là những sản phẩm của Nu Skin là sản phẩm cao cấp, đúng không ạ? Hướng vào những hiện tại, những sản phẩm của Nu Skin tại thị trường Việt Nam hướng vào những người có thu nhập ở tầm trung và cao tại thị trường Việt Nam. Tại sao Nu Skin Việt Nam hiện tại đang hướng vào tầm trung và tầm cao ở Việt Nam? Các anh chị biết là Nu Skin đã vào nghiên cứu thị trường của thị trường Việt Nam từ năm 2006, cùng thời với, nếu các anh chị biết những công ty network marketing khác như là Herbalife hoặc là Amway, họ thời kỳ đó họ vào họ nghiên cứu thị trường. Nhưng tại sao Nu Skin tới năm 2013 Nu Skin mới đặt văn phòng, trong khi các công ty kia họ đã đặt văn phòng ngay từ thời điểm đó? Tại vì công ty còn tính toán từ cái việc là thu nhập bình quân của một người dân là bao nhiêu, và cái tầng lớp mà gọi là giới trung lưu của Việt Nam thì tới cái thời điểm 2013 nó sẽ gia tăng là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, và người ta tính tới chỉ trong vòng khoảng 5 năm nữa thì có thể cái tầng lớp trung lưu của Việt Nam lên tới 47%, các chị, lên tới 47% trung lưu và cao cấp, nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì đây là cái thời điểm mà đó là chính là lý do tại sao mà Nu Skin 2013 họ mới bước vào. Và đây là cái thời điểm sau 7 năm thì họ vẫn đang tập trung vào những cái sản phẩm cao cấp. Để sao ạ? Để đây là cái thời điểm những cái sản phẩm này sẽ chạm tới những người ở tầng trong những người ở trong cái tầng lớp trung lưu và cao cấp trong xã hội. Họ sẽ dùng sản phẩm, họ sẽ cảm nhận sản phẩm, đúng không? Họ sẽ thấy được cơ hội và họ sẽ bước vào làm công việc kinh doanh này. Và đây là thời điểm thị trường Việt Nam cần cái bộ khung để có thể dẫn dắt thị trường này. Vậy thì thị trường này đang cần những cái người lãnh đạo ở tầng lớp trung lưu, tại vì những người đó là những người có tầm ảnh hưởng, đúng không ạ? Là những người có chuyên môn, là những người có hiểu biết, có tư duy tốt, và những người có thể đưa nó vào cái công việc kinh doanh này chuyên nghiệp. Thì đó là lý do tại sao Nu Skin tập trung là từ top down, tức là đi từ trên đi xuống, đúng không ạ? Họ cần bộ khung trước, vững mạnh trước, sau đó thì họ sẽ nhả dần những cái sản phẩm để thu hút những cái tầng lớp ở dưới của xã hội. Thì đấy là cái gọi là chiến lược rất là gọi là nhạy bén và rất là chính xác trong cái thời kỳ này. Thì đó là cái câu trả lời của Ngọc Anh với cái bạn vừa câu hỏi, đó là tại sao là sản phẩm tập trung vào những tầng lớp nào, đúng không? Và tại sao Ngọc Anh trả lời luôn là tại sao phải tập trung vào tầng lớp đó? Vì thời điểm này Nu Skin muốn phát triển cái gọi là cái bộ khung của thị trường, của những người lãnh đạo của thị trường, đúng không ạ? Cách đây 2 tháng thì Ngọc Anh ở Hawaii họp chung với ban lãnh đạo của tập đoàn, thì cái người mà tổng giám đốc, cái người gọi là chủ tịch của tập đoàn, anh ấy chia sẻ rằng là cái thị trường Đông Nam Á này trong vòng 5 năm tới nó cần đạt tới doanh số 1 tỷ đô la, các chị, doanh số 1 tỷ đô la. Nhưng trong năm nước Đông Nam Á này hiện tại bây giờ chỉ có đâu đó 350 triệu đô la thôi, nó cần gấp 3 lần như thế, đúng không ạ? Nó cần gấp 3 lần như thế
một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và có cái thị trường lớn nhất so với các cái thị trường xung quanh. Dân số của Việt Nam có thể cộng lại có thể bằng Thái Lan, bằng Singapore, bằng Mã Lai cộng lại, ba nước đó cộng lại. Vậy thì cái tốc độ của Việt Nam có thể nó sẽ tạo ra doanh số trong vòng 5-10 năm tới 200-300 triệu đô la chứ không phải là 50 triệu đô la như bây giờ. Thì đó là lý do tại sao cái thời kỳ này công ty Nu Skin cần tập trung để tìm những cái người dẫn dắt, tìm những cái người có thể tạo năng, có thể tạo ra hệ thống lớn, có thể xây dựng đội nhóm, có thể phát triển, đúng không? Chúng ta phải tìm sẵn những cái người như thế chứ không phải đi từ những cái người mà gọi là ở tầng lớp rất là thấp trong xã hội thì nó họ phát triển thì nó sẽ rất là lâu, anh chị các chị thấy rất là lâu đúng không? Thì đó là cái lý do mà tập đoàn hướng vào những cái sản phẩm ở tầm trung và cao và đưa vào thị trường Việt Nam hiện nay. Ok. Vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Ngọc Anh. Có một số bạn hỏi tiếp về những cái câu hỏi ví dụ như là số lượng nhà phân phối hiện nay là bao nhiêu, tỷ lệ phần trăm hoa hồng thế nào và Nu Skin đang ở vị trí nào trong số 23 công ty. Thì và sự khác biệt của Nu Skin như thế nào thì công nghĩ rằng những cái câu hỏi đó thì nó có rất là nhiều những cái thông tin và nó là những cái gọi là facts, những cái số liệu chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ở trên internet cũng như là qua những cái buổi sự kiện của đội nhóm, chúng ta sẽ hiểu hơn rất là rõ ràng đúng không ạ? Và thực sự là ở Nu Skin thì chúng ta nên tìm kiếm thông tin dựa trên cái facts chứ không phải là dựa trên chữ opinion. Facts là sự thật, là số liệu chứ không phải là dựa trên suy nghĩ thế này thế kia. Đúng không ạ? Rất là mong những anh chị em nào có những câu hỏi cụ thể về những cái con số chúng ta tham gia những cái buổi tiếp theo. Và chỉ còn có 1-2 phút nữa thì công cũng rất là muốn thay mặt các anh em hỏi một câu hỏi cuối cùng như thế này. Tức là chúng ta ở trong cái buổi ngày hôm nay và những cái buổi tương tự như thế này, chúng ta để tìm kiếm những người lãnh đạo như anh Ngọc Anh nói là lãnh đạo bộ khung của cả thị trường. Và thường thường những người chủ doanh nghiệp là họ có cái uy tín, có cái tôi rất là lớn. Họ thường thường là họ thích, họ tự làm, đúng không? Vậy thì làm thế nào để mà các anh em doanh chủ doanh nghiệp của chúng ta, những anh chị em quản lý cấp trung và cấp cao, chúng ta có thể cùng nhau kết hợp để mà đẩy cái thị trường đi lên? Thì anh Ngọc Anh có thể chia sẻ tiếp về chúng ta làm thế nào để cùng nhau đẩy thị trường đi lên được không ạ? Ok, cảm ơn cái câu hỏi rất là tuyệt vời của anh Công. Mình suy nghĩ, mình nghĩ là thời điểm này cần có hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là chúng ta cần phát triển bản thân của những người lãnh đạo này để trở thành những người lãnh đạo cực kỳ chuyên nghiệp và có uy tín. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là trong cái thời kỳ này để phát triển một cái hệ thống cho nó rộng lớn thì đó là cái vấn đề mà làm sao để duplicate, làm sao để nhân bản. Cái điều tuyệt vời là trong công việc kinh doanh của chúng ta hiện tại, trong tổ chức của chúng ta hiện tại thì chúng ta có cái gọi là hệ thống số 7, đó là cái gọi là cái hệ thống mà có thể giúp nhân bản nhanh nhất. Tại vì cái công việc network marketing nó không giống như truyền thống anh chị. Mình nói thẳng thắn điều này. Truyền thống là chúng ta phát triển, là chúng ta xây dựng một cá nhân kiệt xuất để chúng ta có thể quản lý toàn bộ doanh nghiệp đó. Nhưng với network marketing là chúng ta phải xây dựng một hệ thống với những cái tầng lớp lãnh đạo đồng đều. Tại vì bản chất của network marketing cuối cùng là chúng ta đi tìm cái sự tự do, chúng ta cần thời gian, chúng ta cần, đúng không ạ, cần chăm sóc cái sức khỏe, cần gọi là tập trung vào gia đình, đúng không ạ, cần có một cái gọi là lifestyle, có một phong cách sống của một cái người mà gọi là giàu có, đúng không ạ, giàu có không phải là về tài chính nhưng mà giàu có về sức khỏe, giàu có về thời gian, đúng không ạ, giàu có về tư duy. Cái điều đó là cái điều chúng ta hướng tới. Vậy thì cái việc chúng ta cần nhân bản nhiều những cái người giống như chúng ta ở trong hệ thống thì khi đó chúng ta mới tự do được. Giống như Ngọc Anh trên đấy nói là chúng ta cái mô hình kinh doanh này là cái mô hình có thể phát triển những cái mô hình gọi là franchise siêu nhỏ. Vậy thì khi mà các anh chị bắt đầu với việc mình trở thành một franchise, các anh chị thấy là chỉ có một mình làm thôi. Nhưng khi tổ chức của các anh chị có hàng nghìn cái franchise bắt đầu phát triển, thậm chí có những cái franchise nó phát triển tốt hơn mình, đúng không ạ? Khi mà hàng nghìn cái franchise này nó đem tới một cái doanh số rất là lớn, nó gấp hàng nghìn lần cái doanh số của anh chị, cái franchise của các anh chị hiện có này, nhưng toàn bộ cái franchise này đều ảnh hưởng đến tổng doanh số của các anh chị. Vậy thì cái việc anh chị có mặt hay không có mặt, có điều hành doanh nghiệp cái franchise này hay không điều hành cái franchise này, nó không ảnh hưởng nhiều gì đến toàn bộ cái doanh số của cả cái tổng thể này. Vậy thì lúc đó anh chị mới thực sự là tự do. Còn nếu truyền thống, nếu chúng ta muốn phát triển càng lớn, doanh số càng lớn thì chúng ta phải càng tập trung nhiều hơn, bản thân chúng ta phải quản lý tốt hơn, đúng không ạ? Bản thân
hơn, phải đầu tư nhiều hơn, đúng không ạ? Thì cái điều đó làm sao có thể tạo nên được cái sự tự do? Đó là cái cảm nhận của anh. Và sau 7 năm thì mình có thể thấy được rằng là bây giờ trong tổ chức của mình, những cái người lãnh đạo họ giỏi hơn mình rất là nhiều, đúng không ạ? Thậm chí họ không cần mình đâu, thậm chí. Và cái điều mà mình có thể thấy được sau 7 năm là giống như khi mà thời gian này, khi mà mình xây, mình ráp xong một cái xe, các chị có thể 1-2 năm đầu các chị ráp xong 1-2 cái bánh, các chị đã buông ra không được đâu các chị, từ lúc đó tai nạn liền. Nhưng các chị chờ khi mà cái xe của các chị sau 7 năm rồi, nó ráp đủ 4 cái bánh xe, nó đầy đủ mọi phương tiện rồi, khi đó các chị đi đâu cái xe nó vẫn tự chạy. Năm vừa rồi gia đình của anh đi châu Âu gần 20 ngày, nhưng hầu như cái tháng đó thì cái doanh số và cái tổ chức của anh phát triển thì tốt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Tại vì thời điểm đó trong tổ chức của mình có rất là nhiều người lãnh đạo, họ tự xây, họ tự phát triển, đúng không ạ? Thậm chí họ không cần mình, thậm chí họ mong là mình đừng có chạm tới nữa để cho họ phát triển. Thì đó là cái điều mà thực sự cái ngành network marketing này đem lại, đó là cái triết lý ở ngành network marketing này đem lại. Nếu chúng ta thích sự tự do hãy tìm hiểu nó. Cảm ok, cảm ơn anh Ngọc Anh. Cảm ơn anh Ngọc Anh đã giải đáp rất là rõ ràng, đúng không? Và thực tế rằng là càng về cuối thì phong trào càng sôi nổi rất là nhiều câu hỏi, thì nó cũng giống như cái tâm lý bình thường thôi. Ví dụ như là mình cho những hội trẻ mang các con đến cái nhà nhau chơi ấy, thì thường thường đầu buổi là các bé là không chơi với nhau đâu, nhưng mà đến khi bạn về rồi thì chúng nó cứ quyết lên nhau không rời. Thì anh em mình cũng thế, đúng không? Bây giờ là có rất là nhiều những cái câu hỏi khác, nhưng mà thời gian của chúng ta cũng có hạn. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ có các gia đình đã bắt đầu ăn trưa rồi, đúng không ạ? Và nhưng những cái câu hỏi mà nếu các anh chị em vẫn còn câu hỏi, chúng ta hãy quay lại những người bạn của mình, người đã mời mình đến đây để mà tiếp tục chúng ta giải đáp, hoặc là kết nối đến những cái anh em lãnh đạo mà bạn đã làm lâu hơn để mà giải đáp tiếp tục cái câu hỏi của mình. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em rằng là cái buổi ngày hôm nay ấy chỉ là một cái buổi để mà chúng ta mở ra một trong những chương đầu tiên để mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cơ hội rất là lớn này. Vậy thì cũng mong muốn chúng ta hãy có cái tâm thế của một con người để mà chúng ta tìm hiểu bức tranh toàn cảnh, chứ đừng ra những cái quyết định vội vàng gì cả. Nó cũng giống như bây giờ chúng ta đi xem một con voi ấy, thì đừng vội ra quyết định là sờ vào cái vòi thì bảo là đây là con voi nó giống như con rắn, đúng không ạ? Và chúng ta hãy đến những cái buổi sự kiện tiếp theo để mà chúng ta tìm hiểu rõ hơn. Và để buổi biết những cái buổi sự kiện tiếp theo là như thế nào, chúng ta hãy quay lại những người mà mời chúng ta đến đây để mà chúng ta tiếp tục chúng ta tham dự những cái buổi đó. Và rất là vui là được biết đến tất cả các anh chị em, và hẹn gặp lại tất cả các anh em của chúng ta trong những cái sự kiện tiếp theo của tổ chức. Và xin cảm ơn anh Ngọc Anh, cảm ơn anh Thanh Lâm, cũng như cảm ơn tất cả các anh em đã chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn tất cả các anh chị em đã có mặt vào cái buổi sáng thứ bảy rất là tuyệt vời này. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào.